Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 49. Dương Quan Quan nhún vai, bấm chìa khóa mở cốp xe. Hai thanh tra lập tức tiến lên tiến hành điều tra. Còn cả cốp của anh nữa, cũng mở cho tôi. Thạch Hạo quát lớn với Lục Chiến Long. Trung úy Tiểu Trần nghe vậy không khỏi có chút khó chịu. Sở cảnh sát Ma Đô này làm việc như thế nào, vậy mà lại hoài nghi Lục Chiến Long tham gia giao dịch hàng cấm. Hơn nữa còn muốn điều tra xe anh ấy. Lục Chiến Long bình tĩnh nói, Tiểu Trần, mở xe cho những thanh tra này xem. Chúng ta trong sạch không sợ gì hết. Tiểu Trần nghe xong chỉ có thể kìm nén tức giận mở cốp xe cho các thanh tra kia kiểm tra. Anh làm gì vậy, nhét thứ gì vào xe của tôi thế? Dương Quan Quan nhìn thấy một thanh tra cố tình nhét tay vào dưới đệm da cốp xe, không khỏi gầm lên một tiếng. Tên thanh tra kia rụt tay lại, trong lòng bàn tay lấy ra một vật thể dạng hạt bọc trong túi nhựa trong suốt. Sau đó, đã nghe anh ta nói lớn, báo cáo trưởng thanh tra, tìm thấy một túi hàng cấm ở đây. Vẻ mặt Dương Quan Quan khó coi nói, rõ ràng là anh nhét vào, bây giờ lại nói là lục soát được trên xe của tôi sao? Thạch Hạo bỗng nhiên cười lạnh nói, đây là thứ được tìm thấy trong xe của cô có ngụy biện cũng vô ích. Được rồi, vậy mà còn nói mình không tham gia giao dịch hàng cấm. Nhìn xem đây là cái gì? Tề Đẳng Nhàn vẫn im lặng, chỉ lạnh nhạt thờ ơ quan sát. Người của Thạch Hạo lập tức giơ súng lên, chĩa vào 5 người có mặt ở đây, quát họ không được cử động. Thanh tra Thạch, anh có biết anh đang làm gì không? Lục Chiến Long lúc này mở miệng. Ngữ khí trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn. Anh có tư cách lên tiếng ở đây sao? Nếu anh cũng có liên quan đến chuyện này, vậy thì hãy cùng tôi đến sở tiếp nhận điều tra. Thạch Hạo khinh thường liếc nhìn Lục Chiến Long, cười lạnh nói. Trong lúc tức giận, Trung úy Tiểu Trần đang định thò tay vào túi lấy giấy tờ tùy thân ra nhưng chưa kịp duỗi tay xong đã bị báng súng đập mạnh vào sau đầu. Lần này, đập mạnh đến mức vỡ đầu chảy máu. Ngã quỵ luôn xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Chiến Long sửng sốt, sau đó tức giận nói, các người thật to gan, biết tôi là ai không? Dám đánh người của tôi như vậy. Thạch Hạo cười lạnh, tôi mặc kệ anh là ai, hôm nay anh đã gặp rắc rối. Hả, lại lục soát ra một cái túi lớn như vậy. Đây chắc phải đến 5 cây gì đấy. Đủ để tuyên án tử hình. Một thanh tra khác lấy từ trên xe của Dương Quan Quan ra một gói hàng cấm. Điều này càng khiến Thạch Hạo thêm tự tin. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Lục Chiến Long nói, Lục đại ca, chuyện này có lẽ là hướng về phía tôi, để anh phải liên lụy thật là ngại ngùng. Lục Chiến Long trầm mặt nói, cậu đang nói gì vậy? Có người muốn hãm hại cậu, tôi có thể ngồi yên mặc kệ được không? Thạch Hạo nghe thấy hai người đối thoại sau. Cười khinh thường nói, nếu anh đã có liên quan đến anh thì bản thân cũng khó bảo toàn. Trước hết nên suy nghĩ xem làm thế nào để mình thoát thân đi. Ha ha! Lục Chiến Long lạnh lùng nói, anh xác định muốn làm như vậy. Thạch Hạo chế nhạo, anh cho rằng mình là ai? Tôi nói cho anh biết, hôm nay trong xe của anh phát hiện 5 cây di hàng cấm, đủ để bắn chết các người 10 lần. Trên mặt Lục Chiến Long lộ ra ý cười lạnh lẽo nói. Vụ hãm chúng tôi giao dịch hàng cấm, làm bị thương người của tôi chính là cách các người làm việc sao? Đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị còng. Thạch Hạo quay đầu nói với cấp dưới của mình. Lục Chiến Long trực tiếp duỗi tay, lạnh lùng nói tới, còng tôi. Như ý nguyện của anh, Thạch Hạo cười lạnh, sai người còng anh ấy lại. Lục Chiến Long quay đầu về phía Tề Đẳng Nhàn nói, anh Tề, chuyện này anh không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết. Tôi không nhìn được nhất chính là loại chuyện này. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt một chút, sau đó nhún vai nói, vậy thì làm phiền Lục đại ca. Nói xong lời này, anh cũng thành thật đưa tay ra nhận còng, để họ còng tay lại. Dương Quan Quan cũng không thể trốn thoát nhưng cô ấy lại không hề sợ hãi. Tôi biết lai lịch của anh nhưng lần này anh gặp rắc rối lớn rồi. Thạch Hạo đột nhiên ghé sát vào tai Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng cười lạnh. Cũng là lời nói như vậy, tôi tặng lại cho anh. Tề Đẳng Nhàn khẽ mỉm cười, không thèm để ý, đi theo thanh tra lên xe. Bốn người Lục Chiến Long, Trung úy Tiểu Trần, Tề Đẳng Nhàn, Dương Quan Quan được Thạch Hạo đưa thẳng về văn phòng.
Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài, tôi đã từng thấy người tìm chết nhưng tôi chưa bao giờ thấy người nóng lòng muốn chết như vậy. Chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ, những nhân vật lớn trong toàn bộ thành phố Ma Đô cũng phải mặt xám mày cho. Danh tiếng của Lục Chiến Long không phải nói chơi. Hơn nữa nhân phẩm của anh ấy được người tin tưởng tuyệt đối. Ở trong bộ chiến tranh rất được lòng người. Có người muốn vụ oan cho Tề Đẳng Nhàn tham gia giao dịch hàng cấm, còn kéo Lục Chiến Long vào rắc rối, chỉ nghĩ đến hậu quả đã thấy tê cả da đầu. Sau khi đến văn phòng, Thạch Hạo đích thân thẩm vấn Lục Chiến Long, kiêu ngạo nói. Thế nào, khai đi, để không phải chịu đau đớn về thể xác, Thạch Hạo vừa bước vào đã kiêu ngạo nói. Khai sao, bây giờ thả tôi đi, sau đó nói cho tôi biết kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường là ai. Tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Mặt Lục Chiến Long không biểu tình nhìn Thạch Hạo, bình tĩnh nói. Thạch Hạo nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, nâng ly nước trước mặt lên đổ thẳng vào mặt Lục Chiến Long. Sau đó, anh ta cười nham hiểm nói, chắc anh còn chưa biết đây là đâu phải không? Để tôi làm cho anh tỉnh táo lại. Lục Chiến Long căn bản không né tránh, để nước bắn tung tóe trên mặt, sau đó nheo mắt cười tức giận, được rồi, rất tốt, rất tốt. Tên của anh là Thạch Hạo, tôi nhớ kỹ rồi. Thạch Hạo xua tay, gọi một cấp dưới đến nói, lập biên bản cho hắn. Một thanh tra vội vàng gật đầu, vẻ mặt ủ rũ ngồi xuống đối diện Lục Chiến Long, trầm giọng nói, tên họ. Lục Chiến Long trên mặt không biểu tình thành thật trả lời. Thạch Hạo nghe cái tên này, cảm thấy quen quen nhưng cũng không để ý lắm. Nhìn bộ dáng rất hợp tác của Lục Chiến Long, không khỏi cười lạnh nói, đúng là ít bị thu thập. Cậu ở đây xử lý, tôi đi tìm tên họ Tề kia. Thạch Hạo nhanh chóng đến phòng thẩm vấn của Tề Đẳng Nhàn, vẫy tay ra hiệu cho các thanh tra trong phòng ra ngoài trước. Hai tay Tề Đẳng Nhàn bị còng, đang dựa trên ghế ngồi ở mặt đất, hình như không hề quan tâm đến việc bị bắt. Thạch Hạo nhìn thấy anh như vậy, không khỏi bật cười nói, anh Tề, anh thật là nhàn nhã, anh thật sự cho rằng chuyện này sẽ kết thúc đơn giản sao? Tề Đẳng Nhàn nhún vai nói, tôi không biết anh đang làm việc cho ai nhưng tôi chỉ có thể nói rằng anh rất ngu ngốc khi làm việc này. Thạch Hạo chế nhạo nói, anh cấu kết với chùm buôn thuốc phiện, lợi dụng quyền lực buôn bán hàng cấm. Những tội trạng này gộp lại đủ để bắn chết anh 10 lần. Bây giờ, anh còn ở đây cười đùa với tôi à? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi có làm những việc này hay không thì sợ là trưởng thanh tra Thạch là người biết rõ nhất đúng không? Đúng thế, tất nhiên là tôi biết anh không làm những việc này. Nhưng nếu tôi nói anh đã làm thì chính là anh làm. Anh không những làm mà còn bị tôi bắt quả tang, 5 cây di hàng cấm lục soát được từ xe của anh cũng là tội danh của anh. Không chỉ có anh, mà cả người phụ nữ và người anh em của anh cũng sẽ phải chịu bất hạnh cùng anh. Thạch Hạo nghe được Tề Đẳng Nhàn nói xong, đắc ý phá lên cười nói, ai bảo anh không có mắt nhìn như vậy. Thật sự cho rằng mình muốn làm gì thì làm ở Ma Đô sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, anh hãm hại tôi thì không thành vấn đề nhưng không nên hãm hại người anh em của tôi. Thạch Hạo khinh thường cười lạnh nói, đây không phải là hãm hại mà là bắt cả người lẫn tang vật. Anh chết chắc rồi, cho dù anh có xuất thân từ bộ chiến tranh, cũng không cứu được. Tề Đẳng Nhàn nói, vì thiết kế cục diện này, rất vất vả nhỉ. Thạch Hạo nói, vẫn ổn. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy thì tôi phải cảm ơn anh. Quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Trên mặt Thạch Hạo đầy mỉa mai, nói, có thể được nhiều nhân vật lớn nhớ thương như vậy cũng là vinh hạnh của anh. Sau này nếu vào tù thì hãy cảm tạ cẩn thận đi. Không, 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 bây giờ tôi phải dùng miệng rộng của mình cảm ơn anh rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn đứng lên một chút nhưng chiếc còng tay lại được nối với dây xích. Khóa hai tay anh trên chiếc bàn sắt cố định xuống đất. Thạch Hạo nói, tôi nghe nói anh có vũ lực siêu phàm, nhưng hiện tại anh có thể làm gì chứ? Tề Đẳng Nhàn cong tay, đặt bốn ngón tay lên sợi dây xích sắt, cười nói, anh đã từng nghe nói đến nắm sắt thành bùn chưa? Thạch Hạo sửng sốt, đang muốn giễu cợt thì ngón tay của anh ta đột nhiên siết chặt. Sau đó, toàn bộ xích sắt ở trong lòng bàn tay anh bắt đầu biến dạng. Ngay sau đó, truyền đến một tiếng xoạch giòn vang. Bây giờ tôi sẽ cho anh biết anh đã sai ở đâu. Đầu tiên,
anh đương nhiên không nên vu oan cho người anh em kia của tôi. Điều này có thể khiến toàn bộ cục diện các người làm ra bị hủy bỏ. Thứ hai, anh không nên đến đây gặp một mình tôi, bởi vì tôi không phải là người có tính tình quá tốt. Tề Đẳng Nhàn nheo mắt trái, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng nói, mặc dù tôi biết anh chỉ là một con trâu chấu nhỏ trước sân khấu nhưng anh vẫn khiến tôi không vui. Thạch Hạo sợ đến mức vội vàng lùi lại, hét lớn anh dám. Nếu anh tấn công tôi thì tội càng thêm tội. Tề Đẳng Nhàn một bước lao tới, giơ tay bóp chặt cằm Thạch Hạo, giơ đầu gối lên giáng một đòn thật mạnh vào bụng anh ta. Thạch Hạo dường như bị đau đến ngập người lại nhưng anh ta chưa kịp cúi xuống đã bị Tề Đẳng Nhàn dùng 5 ngón tay ấn lên trên mặt, ép anh ta ngã về phía sau. Phanh! Phần lưng và gáy của Thạch Hạo bị đập mạnh vào tường, cằm bị tay Tề Đẳng Nhàn miết mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thêm tội nữa sao, không biết tôi phạm tội gì, Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, sau khi buông tay ra, cái miệng rộng cũng dí sát vào mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo bị loạt hành động liên tiếp này làm cho đầu óc bối rối, bị đánh đến chảy cả máu mũi, toàn thân còn đang sững sờ tại chỗ. Tề Đẳng Nhàn thở dài nói, hãy tận hưởng những ngày cuối cùng của anh đi. Nếu anh gài bẫy một kẻ không có lý lịch gì như tôi cũng không sao. Nhưng nếu anh gài bẫy một anh chàng rất được lòng người thì chỉ có đường chết. Nói xong, anh quay lại ghế và ngồi xuống. Thạch Hạo vô cùng tức giận, đang muốn phát tiết thì cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị người rầm một tiếng mở ra. Thanh tra Thạch, xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh tra xông vào không khỏi khẩn trương hét lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoảng loạn như thế, Thạch Hạo tức giận trừng mắt nhìn lại, lớn tiếng hét lên. Thanh tra kia run rẩy nói, thân phận của người vừa bị chúng ta bắt giữ là không bình thường, thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thạch Hạo sửng sốt nói, anh ta có thân phận gì? Anh ta là một chuẩn tướng Long Tinh trong bộ chiến tranh. Anh ta là một trong 5 con rồng của nước ta, Lục Chiến Long. Toàn thân tên thanh tra này run rẩy. Thạch Hạo nghe xong lời này, đầu óc nổ tung. Đang đùa cái gì vậy? Tên đó chính là Lục Chiến Long mạnh nhất trong ngũ long của Hoa Quốc sao? Anh ta giật mình, sau đó mới nhớ ra vừa rồi Lục Chiến Long quả thực đã giới thiệu mình, lúc đó anh ta nghĩ cái tên này quen quen nhưng cũng không để ý nhiều. Vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt đầy mỉa mai của Tề Đẳng Nhàn. Thạch Hạo biết hiện tại vấn đề thực sự lớn, thiết kế Tề Đẳng Nhàn không thành vấn đề. Quá nhiều ông chủ lớn không hài lòng với anh ta nhưng nếu có một vị nhân vật lớn như Lục Chiến Long cũng tham gia, sao còn chơi được nữa? Thanh tra Thạch, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Bên ngoài có rất nhiều binh lính vác súng đạn đã lên nòng trên vai, vọt vào thấy người là đánh, còn hỏi chúng tôi là đang nhốt thủ trưởng của họ ở đâu. Một thanh tra mặt mũi bầm dập vừa lăn vừa bò chạy vào, kêu la giống như khóc tang. Thạch Hạo không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này bên tai truyền đến một tiếng nói mơ hồ. Tề Đẳng Nhàn chắp tay cười nói, chúc mừng, anh đã trở thành người đầu tiên ở Hoa Quốc dám gài bẫy Lục Chiến Long. Nhân phẩm của Lục Chiến Long được mọi người công nhận. Nói một cách nhẹ nhàng, mọi người thà tin rằng anh ấy nhảy lầu tự tử còn hơn là anh ấy sẽ làm điều có hại cho xã hội như vậy. Hai chữ chính trực như một tấm nhãn dán dựng thẳng trên lồng ngực của anh ấy. Nhanh, thả chuẩn tướng Lục Chiến Long ra, Thạch Hạo vội vàng hét lên, gần như nói năng lộn xộn. Không cần, tôi đã ở đây. Lúc này giọng của Lục Chiến Long vang lên, hai tay anh ấy vẫn còn bị còng, theo sau là mấy binh sĩ tinh nhuệ, mặt đầy sát khí. Trung úy Tiểu Thần cũng đi theo, trên đầu quấn một dải băng gạc, nhìn Thạch Hạo như muốn ăn thịt người. Thạch Hạo sợ tới mức hai chân nhũn ra, run rẩy cười, Lục tướng quân, việc này, tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Là bởi vì chúng tôi không điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, Lục Chiến Long mỉm cười nói, không điều tra rõ ràng. Được thôi, hôm nay tôi sẽ hợp tác với anh để điều tra kỹ lưỡng. Cho đến khi vụ việc này được điều tra rõ ràng, không ai trong số những người có liên quan được phép rời khỏi đồn cảnh sát. Nói xong, anh ấy bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tề Đẳng Nhàn. Lúc này ngay cả tâm lý muốn chết Thạch Hạo cũng có. Hối hận vì sao mình lại kiêu ngạo như vậy, cứ dựa theo kế hoạch, bắt một mình Tề Đẳng Nhàn là đủ rồi.
gây thêm chuyện, bắt cả Lục Chiến Long vào, hiện tại sự tình đã nghiêm trọng. Nào, Thanh Tra Thạch, nhanh chóng điều tra đi, chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện. Lục Chiến Long nhìn Thạch Hạo, cười khẩy nói. Tất nhiên anh ấy cũng có thể nhìn ra rằng có người đang cố tình gài bẫy Tề Đẳng Nhàn, đưa Tề Đẳng Nhàn vào chỗ chết. Tất nhiên, anh ấy không thể chỉ ngồi yên không nhìn đến. Lúc này Dương Quan Quan cũng được hai người lính mang tới, sau khi nhìn thấy Lục Chiến Long và Tề Đẳng Nhàn đều bình yên vô sự, cô ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lục đại ca, hiện tại xảy ra chuyện gì? Dương Quan Quan không nhịn được hỏi. Tình huống chính là như vậy, chúng tôi đang phối hợp để Thạch Thanh Tra tiến hành điều tra. Lục Chiến Long mỉm cười mời Dương Quan Quan ngồi xuống. Vẻ mặt Thạch Hạo như đưa đám nói, Lục chuẩn tướng, xin ngài đừng làm khó tôi. Chuyện hôm nay là do tôi bị mù mắt, bắt nhầm người. Lục Chiến Long cười như không cười nói, là anh bắt nhầm người hay là cố ý hãm hại? Nói cho tôi biết, ai sai anh làm việc này? Nếu anh nói cho tôi biết, tôi sẽ thả anh đi. Nếu không nói gì, hậu quả tự anh sẽ gánh chịu. Sắc mặt Thạch Hạo khó coi, môi mím chặt, không dám lên tiếng. Lúc này, trưởng đồn công an đi tới, ông ta cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy vào, cười nói, này, Lục chuẩn tướng, xin chào, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Lục Chiến Long chỉ liếc nhìn ông ta một cái, không nói lời nào. Cảnh sát trưởng giơ tay giữa không trung, thật lâu sau, tay của Lục Chiến Long vẫn chưa đưa tới, chỉ có thể xấu hổ rút lại, lau vào quần. Thạch Hạo, chuyện gì thế này? Sao cậu lại làm vậy? Sao lại bắt Lục chuẩn tướng vào đây? Cảnh sát trưởng quay về phía Thạch Hạo tức giận chửi bới. Tất nhiên ông ta biết chuyện gì đang xảy ra nhưng phải giả vờ như không biết gì cả. Thạch Hạo cúi đầu không nói một lời, tựa như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì. Cảnh sát trưởng nói với Lục Chiến Long, Lục chuẩn tướng, ngài xem chuyện này, chúng ta nên giải quyết thế nào mới tốt. Lục Chiến Long không thèm trả lời, chỉ dựa vào ghế không nói một lời, sắc mặt những chiến sĩ xung quanh cũng lạnh lùng, bầu không khí khiến cảnh sát trưởng và những người khác cảm thấy rất xấu hổ và căng thẳng. Cảnh sát trưởng bất lực, kéo dài suốt 10 phút, Viên Thiên Thành, thị trưởng của thành phố Ma Đô đã bị kinh động đi đến. Không có cách nào. Chuyện như thế này xảy ra ở Ma Đô trong phạm vi quyền hạn của ông ta, các ông chủ lớn trong đế đô đều tức giận, ông ta không dám tới gần. Viên Thiên Thành vừa nhìn thấy Lục Chiến Long, trên mặt tươi cười nói, ha ha ha, Lục chuẩn tướng, đã lâu không gặp. Lục Chiến Long nhìn thấy nhân vật cấp cao như vậy, cũng đứng dậy, bình tĩnh nói, xin chào, thị trưởng Viên. Dù sao thành phố Ma Đô cũng là một đô thị quốc tế. Viên Thiên Thành tuy trên danh nghĩa là thị trưởng nhưng cấp bậc thực tế của ông ta cũng ngang bằng với tỉnh trưởng. Hơn nữa, GDP của thành phố Ma Đô có thể đánh bại toàn bộ tỉnh thành ở nơi khác. Lục chuẩn tướng, đã xảy ra chuyện gì? Viên Thiên Thành mỉm cười nói, trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi. Lục Chiến Long chế nhạo, có chuyện gì sao? Vậy phải hỏi vị Thạch Thanh Tra của các người. Vừa rồi anh ta còn tạt một cốc nước lạnh vào mặt tôi đấy. Sắc mặt Viên Thiên Thành và cảnh sát trưởng lập tức thay đổi, Thạch Hạo này thật sự có dũng khí tạt gáo nước lạnh vào mặt Lục Chiến Long sao? Lão thọ tinh ăn thạch tín phải không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy buồn cười, hóa ra khi lão Lục châm chọc cũng rất lợi hại đấy. Thạch Hạo lập tức sợ hãi đến tê liệt. Viên Thiên Thành xuất hiện, khiến tầng tâm lý phòng ngự cuối cùng của Thạch Hạo hoàn toàn sụp đổ. Nói cho tôi biết. Ai bảo anh làm việc này? Bằng không, không ai có thể bảo vệ anh. Lục Chiến Long nhìn Thạch Hạo, lặp lại lần cuối. Thạch Hạo run rẩy nói, tôi nói, chính là vợ ba của Trịnh gia, cô Triệu Mạn Nhi để tôi làm như vậy. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Nếu không phải cô ta xui tôi làm như vậy thì vốn dĩ tôi cũng không dám. Nghe được cái tên này, sắc mặt Viên Thiên Thành không khỏi thay đổi. Thân phận của Triệu Mạn Nhi quá nhạy cảm. Triệu Mạn Nhi này, sau khi tìm Triệu Hồng Tụ mà không giết được mình, lại bắt đầu dở trò bẩn thỉu sao? Tề Đẳng Nhàn nghe được cái tên Thạch Hạo nói ra cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc, người có thể làm lớn chuyện như vậy cũng không nhiều lắm. Triệu Mạn Nhi có bối cảnh có năng lực, trước tiên cô ta liên lạc với một số thế lực lớn, chuẩn bị sơ bộ, sau đó để Thạch Hạo bắt anh tại chỗ,
mặc dù sắp xếp có chút phức tạp nhưng đối với cô ta mà nói cũng không khó khăn gì. Huống chi, Tề Đẳng Nhàn hiện tại nổi tiếng như vậy, muốn đối phó anh cũng không có mấy người. Nếu Lục Chiến Long không nhúng tay vào chuyện này, có lẽ đã xảy ra một số khúc mắc. Nếu Lục Chiến Long bị kết án vì nghi ngờ giao dịch hàng cấm thì toàn bộ chiến sĩ trong bộ chiến tranh Hoa Quốc sẽ bùng nổ. Một số người không biết Lục Chiến Long nhưng họ rất tôn trọng Lục Chiến Long. Bởi vì họ không biết liệu một ngày nào đó họ có gặp tai nạn hay không. Nhưng họ biết rằng nếu họ gặp tai nạn, Lục Chiến Long nhất định sẽ nỗ lực giúp họ nhận được mức bồi thường tối đa, thậm chí sẽ tự bỏ tiền túi ra để giúp đỡ họ. Vì vậy, họ ủng hộ và yêu mến những sĩ quan như Lục Chiến Long từ tận đáy lòng. Lục Chiến Long cau mày nói, Triệu Mạn Nhi. Lời này là anh ấy đang hỏi Tề Đẳng Nhàn, không ngờ rằng giữa hai người sẽ xảy ra xung đột. Ha ha, cô ta và tôi chỉ là kẻ thù thôi. Lần trước cô ta bỏ ra 60 triệu hối lộ tôi nhưng tôi không đồng ý, thậm chí còn báo cáo cô ta, có lẽ cô ta vẫn luôn canh cánh trong lòng thôi. Tề Đẳng Nhàn lười biếng nói. Đạo đức tốt, người anh em, Lục Chiến Long sửng sốt, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Anh ấy cũng đã từng gặp phải chuyện như vậy, thực sự rất khó từ chối nhưng Tề Đẳng Nhàn lại có thể trực tiếp từ chối, thậm chí còn trở tay báo cáo, khiến cho Lục Chiến Long rất ấn tượng. Tuy nhiên, nếu Lục Chiến Long biết chi tiết, có lẽ anh ấy sẽ dở khóc dở cười. Lục Chiến Long chỉ vào Thạch Hạo, nói với Viên Thiên Thành, thị trưởng Viên, người này xử lý như thế nào? Xin ngài tự mình suy nghĩ. Viên Thiên Thành nghiêm túc gật đầu, ông ta không muốn nhúng tay vào tranh đấu nhưng vì Thạch Hạo đã đụng đến đầu của Lục Chiến Long nên cần thiết phải dọn dẹp. Vẻ mặt Thạch Hạo tuyệt vọng, biết rằng những ngày tươi đẹp của mình từ nay về sau cũng sắp kết thúc. Trong lòng anh ta hối hận muốn chết, tại sao lại kiêu ngạo như vậy, cứ bắt giữ Tề Đẳng Nhàn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Làm liên lụy đến Lục Chiến Long chính là tìm đường chết. Cứ như vậy, nhờ có Lục Chiến Long, Tề Đẳng Nhàn ra khỏi đồn cảnh sát mà không xảy ra chuyện gì. Những người này càng ngày càng quá đáng, bọn họ còn dám làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ không biết, cậu chính là người đã giết chết Hồng Thiên Đô sao? Vẻ mặt Lục Chiến Long khó coi nói. Chính là bởi vì tôi giết Hồng Thiên Đô, mới nổi bật như vậy, càng ngày càng có nhiều người muốn tôi lật xe. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Kể từ khi Phó Phong Vân đặc biệt tuyển dụng anh vào bộ chính trị, anh đã gặp rắc rối, mặc dù lần này anh đã đạt được thành tích to lớn nhưng anh ngày càng khiến người kiêng kỵ. Nếu không đá anh ra ngoài, chắc chắn có người sẽ không ngủ yên. Người anh em, cậu muốn làm gì? Nếu hôm nay không có tôi thì cậu muốn thoát thân sẽ cực kỳ khó khăn. Bọn họ biết bối cảnh của cậu rồi mà còn dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để gài bẫy cậu. Vì có thể khẳng định là trước đó phải có sự chuẩn bị hoàn hảo. Ngọc tướng quân đã nói cho tôi biết, cậu là cao thủ sẽ không bao giờ chịu thua. Lục Chiến Long quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nhịn không được hỏi mấy câu. Cục diện này không nhằm vào anh ấy chỉ bị liên lụy vào mà thôi. Chuyện đã đến mức này thì cũng sắp phải kết thúc. Thân phận của Triệu Mạn Nhi nhạy cảm, là người của Triệu gia, Lục Chiến Long là phe trung lập. Nên đến gặp cô ta để đòi công lý là không thích hợp. Nếu anh ấy lại gây rắc rối cho Triệu Mạn Nhi, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ liệu anh ấy có hoàn toàn đứng ê vép phía Ngọc Tiểu Long hay không. Nghe Lục Chiến Long nói xong, Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười khổ nói, Ngọc Tiểu Long đánh giá tôi như vậy sao? Xem ra tôi thật sự không để lại ấn tượng tốt trong mắt cô ấy. Lục Chiến Long không khỏi bật cười. Nói, Ngọc tướng quân đánh giá tính cách của cậu tuy rằng không tốt nhưng đối với công lực của cậu lại hết lời khen ngợi. Tề Đẳng Nhàn điên cuồng trợn mắt, anh không ngờ rằng Ngọc Tiểu Long lạnh lùng lại là một người phụ nữ lắm lời, thích nói xấu sau lưng. Triệu Mạn Nhi làm việc ngang ngược như vậy, cứ diệt cô ta đi. Dương Quan Quan đột nhiên hưng phấn nói. Cô đừng hại người, Tề Đẳng Nhàn hung ác trừng mắt nhìn cô ấy. Thịt Triệu Mạn Nhi mà để Triệu Hồng tụ tới thì phải làm sao đây? Tình trạng thân thể hiện tại của anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, không muốn tiếp xúc với Triệu Hồng tụ. Hơn nữa, xét về tình hình hiện tại, anh và Triệu Hồng tú đánh nhau đến lưỡng bại câu thương thì cũng không có lợi ích gì đáng nói với mình. Tề Đẳng Nhàn nói, nhưng Triệu Mạn Nhi lại dám bẫy tôi, cảnh cáo một chút là khó tránh khỏi.
Lục Chiến Long cười nói, đó là việc của cậu, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé. Dương Quan Quan nói, Lục đại ca, trên đường cẩn thận. Lục Chiến Long vẫy tay chào tạm biệt, sau đây chuyện Tề Đẳng Nhàn muốn tìm Triệu Mạn Nhi gây rắc rối đã không liên quan gì đến anh ấy nữa. Tề Đẳng Nhàn gọi thẳng vào số điện thoại của Trịnh Hữu Bân và hỏi, anh Trịnh, anh đang ở đâu? Trịnh Hữu Bân nói, Tề Tổng, sao vậy? Có chuyện gì thế? Tôi đang ở Sòng Bạc. Tề Đẳng Nhàn nói, Triệu Mạn Nhi đâu? Cô ta vừa tìm người lừa tôi đang định tìm cô ta gây rắc rối đây. Trịnh Hữu Bân nghe xong không khỏi vui mừng khôn xiết, nhỏ giọng nói, Triệu Mạn Nhi cũng ở trong Sòng Bạc. Tề Đẳng Nhàn nheo mắt nói, đó là sòng bạc thông thường hay sòng bạc ngầm? Sòng bạc ngầm chứ, được mở bằng nguồn vốn vay mượn từ Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo. Nó đã hoạt động được hơn 2 năm, địa chỉ là trên tầng ngầm thứ 3 của khách sạn Quang Minh thuộc sở hữu của Trịnh gia chúng tôi. Anh cứ đi thẳng đến là được, Trịnh Hữu Bân trầm giọng nói. Muốn vào loại sòng bạc ngầm này, cần thẻ thành viên hay mật khẩu gì đó không? Tề thản nhiên hỏi. Đơn giản. Sau khi đến khách sạn, chỉ cần mua một chai rượu vang đỏ Bordeaux 1988 ở quầy lễ tân, sau đó mang rượu vang đỏ vào thang máy của quản lý là được. Trịnh Hữu Bân nói. Tề Đẳng Nhàn ừ một tiếng, Triệu Mạn Nhi này quả nhiên biết làm việc. Tuy nhiên, việc này cũng khó trách cô ta vì sao lại khăng khăng muốn kiểm soát Trịnh gia, lợi dụng sản nghiệp của Trịnh gia để rửa tiền. Nhiều tiền có lai lịch bất chính như vậy mà không có chút tài năng thì làm sao có thể sạch được đây? Cái gì gọi là rửa tiền? Giống như bạn nhặt được 100 tệ ở trên đường nhưng lại không muốn giao cho cha mẹ. Vì thế bạn tìm một ông già bán đồ chơi nhỏ bên đường, đưa cho ông già 50 tệ và nhờ ông già đi cùng bạn về nhà. Nói với bố mẹ bạn rằng bạn bán đồ chơi giúp ông già. Sau đó ông già ấy thấy bạn biểu hiện không tồi nên cho bạn một chút khen thưởng hoặc là tiền công. Như vậy tất nhiên cha mẹ bạn sẽ không truy vấn lai lịch số tiền. Vì sợ bạn tiêu phung phí nên từ 50 tệ đó lại rút đi 20 tệ. Như vậy trong tay bạn vẫn còn 30 tệ. Mà 30 tệ này chính là tiền hoàn toàn hợp pháp. Tùy bạn muốn sử dụng thế nào cũng được. Đương nhiên cũng có người sẽ cảm thấy hụt hẫng, rõ ràng là nhặt được 100 tệ nhưng chỉ còn lại 30 tệ, vậy còn chơi quái gì nữa. Tuy nhiên. Nếu bạn xem 100 tệ kia là thu nhập bất hợp pháp thì bạn sẽ không nghĩ như vậy. 50 tệ đưa cho ông già giống như nộp phí dịch vụ cho ngân hàng ngầm, 20 tệ bị cha mẹ lấy đi coi như nộp thuế, 30 tệ còn lại sạch sẽ, có thể chi tiêu mà không bị áp lực tâm lý. Đi, chúng ta đến dòng bạc của Triệu Mạn Nhi chơi vui vẻ đi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Dương Quan Quan. Đi phá quán sao? Dương Quan Quan hưng phấn hỏi. Tề Đẳng Nhàn không nói nhiều, đưa Dương Quan Quan thẳng đến khách sạn Quang Minh thuộc sở hữu của Trịnh gia. Sau khi đến khách sạn, anh bỏ ra 28.880 tệ mua một chai rượu vang đỏ Bordeaux ở quầy lễ tân. Anh cầm ly rượu vang đỏ trên tay và đi đến thang máy của quản trị viên. Nhân viên bảo vệ canh cửa thang máy liếc nhìn ly rượu đỏ trên tay, lập tức nhập mật khẩu, mở thang máy rồi kính cẩn mời hai người vào. Dương Quan Quan không khỏi tò mò hỏi, rượu này là thật hay giả? Tề Đẳng Nhàn ném nó cho cô ấy nói, giả, chỉ là vé vào cửa mà thôi, đồng thời nó cũng có thể tăng thu nhập trên sổ sách của khách sạn. Thang máy đi xuống tầng ngầm thứ 3, sau khi mở ra, lại có hai nhân viên bảo vệ canh gác, họ liếc nhìn ly rượu đỏ trong tay Dương Quan Quan, sau đó đưa tay ra hiệu cho hai người ra khỏi thang máy. Sau khi bước ra khỏi thang máy, trước mặt có một cánh cửa, mở cửa ra sẽ thấy một đại sảnh rộng lớn, trong đại sảnh có bàn đánh bạc, đủ loại kiểu dáng bài bạc khác nhau, cần có đều có. Chỗ này chẳng phải còn tệ hơn cái trường đua chó má lúc trước tôi đánh sập sao. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn xung quanh, không khỏi thở dài. Trường đua chó mà Triệu Mạn Nhi điều hành trước đây cũng kiếm tiền mỗi ngày nhưng đã bị Tề Đẳng Nhàn diệt sạch, thậm chí Triệu Mạn Nhi có liên quan còn bị anh đưa đến văn phòng chính trị tiếp đón một ngày. Sòng bạc trước mặt cũng được trang trí lộng lẫy huy hoàng vô cùng cao cấp, những người chia bài đều mặc đồng phục đen trắng trông rất chuyên nghiệp. Phần lớn những người chia bài này đều do Triệu Mạn Nhi lấy từ Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo đến.
Trước đó Trịnh Hữu Bân cũng cho biết rằng sòng bạc này được mở bằng cách mượn nguồn lực của Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo. Dương Quan Quan ngạc nhiên nói, sòng bạc ngần này lớn như vậy. Mẹ kiếp, nhìn bên kia kìa, chậc chậc, có nhiều chip thế này. Chỉ sợ phải đến trên mấy chục triệu đúng không? Trên bàn đánh bạc, hai con bạc đang đấu đỏ cả mắt rồi, toàn bộ đống chip chất cao như núi đều bị đẩy xuống giữa bàn đánh bạc. Tề Đẳng Nhàn chú ý đến một ánh mắt từ phía xa, ngẩng đầu lên đã thấy Trịnh Hữu Bân đang đứng trên tầng 2, tay cầm ly sâm panh nhìn mình. Anh im lặng gật đầu. Sau khi Trịnh Hữu Bân thấy anh đã phát hiện ra mình bèn đưa mắt nhìn sang hướng khác. Ý tứ rất rõ ràng, anh ta đang nói cho Tề Đẳng Nhàn biết chủ nhân thực sự, Triệu Mạn Nhi ở đâu. Tề Đẳng Nhàn ôm lấy Dương Quan Quan, chậm rãi đi lên cầu thang lầu 2. Quý khách, trên tầng 2 không phận sự miễn vào, một người đàn ông mặc đồ đen đưa tay chặn đường hai người, lạnh lùng nói. Ồ, tôi đang tìm Triệu Mạn Nhi, Tề Đẳng Nhàn nói. Ngày nào cũng có người tìm cô Triệu nhưng không có lệnh của cô Triệu thì chúng tôi không thể để người lên đó. Người áo đen lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn cau mày, đến gần anh ta, sau đó đưa tay ra, lấy ra một khẩu súng lục dí vào thắt lưng anh ta rồi cười như không cười nói, đưa chúng tôi lên. Sắc mặt người áo đen chợt cứng đờ, nói, thưa ngài, ngài có biết nếu chạm vào người ở đây sẽ xảy ra hậu quả gì không? Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, bắn một phát vào bụng anh ta. Người áo đen hét thảm một tiếng đau đớn ngã quỵ xuống đất, ôm bụng lăn lộn, máu tươi chảy khắp bụng, còn có chút khói nhẹ bốc ra. Tiếng súng này cũng khiến mọi người có mặt tại hiện trường hoảng sợ. Cả đám ngừng đánh bạc, quay đầu lại kinh hãi nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Trịnh Hữu Bân từ trên lầu 2 nhìn xuống, hai mắt trợn to, anh ta biết Tề Đẳng Nhàn đến gây rắc rối cho Triệu Mạn Nhi nhưng anh ta không ngờ thủ đoạn lại đơn giản và thô bao như vậy. Dương Quan Quan cũng sửng sốt, sau đó hưng phấn lên, chuyện này so với cô ấy tưởng tượng còn kích thích hơn. Tuy nhiên, cô ấy không nhịn được hỏi, việc này có tính là làm bị thương người vô tội không? Tề Đẳng Nhàn nói, tên này đã giết người rồi. Là một con chó hung ác do Triệu Mạn Nhi nuôi dưỡng, cho nên hắn ta không vô tội. Triệu Mạn Nhi cũng bị tiếng súng làm kinh hãi, cô ta đứng dậy từ trên sofa, tức giận nói, ai dám dùng súng ở chỗ của tôi? Các người không biết quy tắc của tôi sao? Cô ta tức giận lao ra ngoài cùng vài người của mình, vừa bước xuống cầu thang được hai bước đã nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cầm súng đứng đó. Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt cùng ánh mắt kinh ngạc của Triệu Mạn Nhi. Anh mỉm cười nói, Tam phu nhân, đã lâu không gặp. Có nhớ tôi không? Triệu Mạn Nhi nhìn anh như nhìn thấy ma, hiển nhiên cô ta không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại có thể tìm thấy mình ở đây. Sau khi biết Thạch Hạo đã kéo cả Lục Chiến Long liên lụy vào, cô ta biết chuyện này tuyệt đối không thể làm được nữa. Danh tiếng của Lục Chiến Long ở bộ chiến tranh quá cao, kẻ nào dám động vào anh ta sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của rất nhiều chiến sĩ cấp thấp. Ngoài việc mắng Thạch Hạo là con lợn ngu ngốc ra, Triệu Mạn Nhi thực sự không còn cách nào khác để trút giận. Tề Đẳng Nhàn, tên coi trời bằng vung kia, vậy mà dám dùng súng ở đây. Anh có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Triệu Mạn Nhi tức giận hỏi. Phanh! Tề Đẳng Nhàn giơ tay, bắn thẳng vào bậc thang dưới chân Triệu Mạn Nhi. Điều này khiến Triệu Mạn Nhi sợ đến mức suýt ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn nhún vai nói, bây giờ các người sẽ không hỏi những điều vô nghĩa như tôi có biết hậu quả không nhỉ? Sắc mặt Triệu Mạn Nhi tái mét, sau khi siết chặt nắm đấm móng tay gần như cắm vào da thịt. Người này là ai, lại dám nổ súng về phía Tam phu nhân, không muốn sống nữa sao? Không phải rồng lớn không qua sông được, có lẽ là người có lai lịch nào đó. Nhưng gây chuyện như thế thì có đến chín mạng cũng không đủ để dùng. Chơi bài, loại người tìm chết như vậy cứ vài hôm sẽ xuất hiện hai ba tên, không cần quan tâm đến. Sau khi mọi người nhìn thoáng qua, ai nấy đều ngạc nhiên, cũng có người không hề ngạc nhiên mà hét lên kêu những người đánh bạc cùng bàn tiếp tục đánh bài. Nếu đổi là người khác cầm súng diễu võ dương oai ở đây thì Triệu Mạn Nhi đã sớm sai đám người dưới giết chết ngay. Nhưng Tề Đẳng Nhàn thì khác, dù sao thân phận của anh vẫn rất có lực uy hiếp. Triệu Mạn Nhi không muốn lại đến văn phòng chính trị ở thêm một hoặc hai ngày nữa. Tề Đẳng Nhàn bước lên bậc thang,
vừa đi vừa bình tĩnh nói, Tam phu nhân, cô sẽ không cho rằng cô bẫy tôi một vố thì tôi sẽ không coi trọng đúng không? Ngượng ngùng quá, con người tôi thật sự rất keo kiệt, có thù tất báo. Triệu Mạn Nhi liên tục lùi lại phía sau, tức giận nói, Tề Đẳng Nhàn, rõ ràng là anh động đến trường đua chó của tôi trước, chuyện này không trách tôi được. Chỉ cho phép anh bẫy tôi chứ không cho phép tôi bẫy lại anh sao? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, đúng vậy. Triệu Mạn Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, đây là logic gì vậy? Anh không biết xấu hổ à? Tề Đẳng Nhàn nói, không biết xấu hổ, không phải đó là tác phong trước sau như một của Triệu gia các người sao? Chỉ cho phép Triệu gia các người nhằm vào tôi và cha tôi, không cho phép tôi và cha tôi phản kháng. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan đã lên đến bậc thang trên cùng, đến trước mặt Triệu Mạn Nhi. Triệu Mạn Nhi hít sâu một hơi, nói, được rồi, chuyện này anh muốn giải quyết thế nào? Tề Đẳng Nhàn duỗi một ngón tay ra nói, tôi muốn doanh thu một năm của sòng bạc này. Anh nói cái gì? Đùa gì chứ? Doanh thu một năm, anh không sợ mình no chết sao? Triệu Mạn Nhi nghe được lời Tề Đẳng Nhàn nói, sửng sốt một chút, sau đó lại tức giận cười nói, cho dù tôi muốn đưa cho anh thì những đối tác của tôi cũng sẽ không đồng ý. Sòng bạc này cũng không phải do một mình tôi định đoạt. Doanh thu hàng năm ít nhất là 1,5 tỷ. Mặc dù sòng bạc này không tốt bằng những siêu sòng bạc ở thành phố Kinh Đảo nhưng doanh thu hàng ngày của nó vẫn rất khoa trương. Một số quan chức thu tiền không dám lấy ra để mua siêu xe, biệt thự sang trọng nhưng có thể dùng để đánh bạc, vui chơi cho đỡ nghiện. Riêng những người này cũng như con cái của họ đã đóng góp gần một nửa thu nhập. Được. Nếu cô không muốn, tôi cũng sẽ làm như vậy lần nữa, phong tỏa sòng bạc của cô. Tề Đẳng Nhàn nói. Phong tỏa sao? Ha ha, anh thật sự cho rằng mình là vua, muốn làm gì thì làm à? Triệu Mạn Nhi khinh thường nói. Có lẽ bối cảnh của các người đủ mạnh để tôi không thể phong tỏa được. Nhưng để tôi đập thì có thể nhỉ? Hồng Thiên Đô còn bị tôi đánh chết mà còn không đạp nát được một cái sòng bạc tồi tệ sao? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm hỏi. Triệu Mạn Nhi tức giận đến toàn thân run rẩy, có ai chơi bẩn như thế này không? Dương Quan Quan ở bên cạnh nhìn rất thích thú, đối xử với những người này nhất định phải ngang ngược vô lý. Họ độc đoán thì bạn phải độc đoán hơn họ. Kẻ ác đương nhiên sẽ phải dùng những biện pháp cứng rắn nhất để lăn lộn. Cũng giống như vùng Điện Bắc chuyên ca thận, kẻ ác hoành hành, cá lớn nuốt cá bé. Người tốt đến đó chỉ có thể trở thành dê bò bị bắt nạt. Triệu Mạn Nhi mỉa mai, anh Tề thật uy phong, bắt nạt một người phụ nữ như tôi quả thực là lợi hại. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi không những dám ức hiếp cô mà còn dám bắn chết cô, có tin hay không? Nói xong, Tề Đẳng Nhàn giơ súng trong tay lên. Người của Triệu Mạn Nhi đột nhiên trở nên căng thẳng, từng người một đặt tay lên sau eo mình. Được, anh lợi hại, nhưng chuyện này tôi không thể quyết định. Tôi phải bàn bạc với các đối tác của mình đã. Dù sao lần trước Triệu Mạn Nhi cũng bị thủ đoạn của Tề Đẳng Nhàn làm có phần ảnh hưởng tâm lý. Hơn nữa cô ta mời Triệu Hồng Tụ đến cũng không thể giết chết đối phương. Điều này khiến cho sương mù trong lòng cô ta tăng thêm rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không quan tâm cô bàn bạc hay không, tôi muốn xem doanh thu một năm trong vòng 10 phút nữa. Mày là ai, còn muốn phá sòng bạc? Tao sẽ gọi cha tao đến chơi chết mày, có tin không? Đúng lúc này, một thanh niên giàu tức giận chạy tới hét lên, quỳ xuống cho ông đây. Tề Đẳng Nhàn quay người đá nam thanh niên từ trên cầu thang bay xuống, lăn từ đầu đến cuối, người đầy máu. Tôi tìm Triệu Mạn Nhi gây rắc rối, cậu cậy mạnh đứng ra làm gì? Cha cậu là ai? Để ông ta tới trước mặt tôi xem ông ta có dám nói giống cậu hay không? Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn khinh thường quay đầu lại nhìn chàng trai trẻ đang nằm dưới chân cầu thang, bình tĩnh hỏi. Thanh niên nhà giàu cũng bối rối, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại bạo lực như vậy. Thậm chí còn không hỏi mình đến từ đâu mà đã đá thẳng xuống bậc thang. Đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn cũng lười để ý tới một tên ngốc cậy mạnh đứng ra như vậy, quay đầu nói với Triệu Mạn Nhi, mau lên, kiên nhẫn của tôi có hạn. Triệu Mạn Nhi lạnh lùng nói, đi mời chú Huyền đến. Không cần mời, tôi đã tới rồi. Lời còn chưa dứt, một giọng nói già nua vang lên. Một ông già gầy gò, tóc bạc bước tới,
trên người mặc áo bành tô, trông như một quý ông sáng chói ngày xưa. Chú Huyền, anh Tề đây muốn doanh thu sòng bạc của chúng ta trong một năm, chú nghĩ chúng ta có nên đưa cho anh ta hay không? Triệu Mạn Nhi hỏi thẳng. Diệp Chi Huyền nghe xong cười nói, doanh thu năm nay khoảng 1,8 tỷ nhỉ. Anh Tề một lần muốn nhiều như vậy, anh không sợ căng mình chết sao? Tề Đẳng Nhàn một tay cầm súng, tay kia đút vào túi, cười không nói gì. Diệp Chi Huyền là thành viên của Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo, địa vị không thấp, Triệu Mạn Nhi yêu cầu ông ta ra mặt, điều này tất nhiên cũng rời đi mâu thuẫn, không cần phải chịu áp lực của Tề Đẳng Nhàn nữa. Tầm ảnh hưởng của Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo không giống bình thường. Dù sao cũng là gia khổng lồ kiểm soát một nửa số sòng bạc ở Kinh Đảo. Diệp Chi Huyền bước đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nhìn anh, bình tĩnh nói, sòng bạc này do Diệp gia của chúng tôi và cô Triệu cùng nhau điều hành. Tề Đẳng Nhàn nói, cho nên. Ánh mắt Diệp Chi Huyền lạnh lùng nói, cho nên, anh xác định muốn làm như vậy sao? Sẵn sàng trở thành kẻ thù của Diệp gia chúng tôi sao? Danh tiếng của Diệp gia Kinh Đảo chắc chắn có thể khiến vô số người sợ hãi. Lúc trước tổ tiên của Diệp gia đã tập hợp một nhóm cướp hung hãn chạy đến thành phố Hương Sơn để đốt giết đánh cướp, ngay cả những người đứng đầu xã đoàn địa phương cũng không dám ra tay. Người của Diệp gia mang theo AK-47 hoành hành trên đường phố Hương Sơn. Một lời không hợp là có thể sống mái với người cầu sở cảnh sát. Cũng vào thời điểm đó, Diệp gia đã hoàn thành tích lũy ban đầu bằng thủ đoạn bạo lực. Sau đó chuyển đến thành phố Kinh Đảo, đàm phán hợp tác với vua cờ bạc, chuyển qua kinh doanh sòng bạc. Lúc trước Diệp gia các người không phải dùng súng đến từng nhà cướp sao? Bây giờ trong tay tôi có súng, đừng nói nhảm với tôi nữa. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Thứ như súng cũng không có giá trị. Diệp Chi Huyền cười ha ha nói, một khẩu súng của anh có thể bắn được bao nhiêu người? Vừa nói chuyện, phía sau Diệp Chi Huyền xuất hiện mấy bóng người. Mỗi người đều tràn đầy khí huyết, hiển nhiên công lực của bọn họ không hề thấp. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, tôi muốn đánh 10 tên. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Dương Quan Quan ở bên cạnh có chút ngơ ngác, đây là lúc nào rồi mà anh ta còn cậy mạnh chứ? Vẻ mặt Triệu Mạn Nhi giễu cợt nói, anh Tề, muốn kiếm doanh thu một năm, trước tiên phải vượt qua cửa của chú Huyền đã. Ở trong sòng bạc này, chú Huyền là người quyết định cuối cùng. Tôi nói không tính. Sắc mặt Diệp Chi Huyền đột nhiên trầm xuống, nói, người trẻ tuổi, đã nhiều năm như vậy, cũng không có người nào dám tới Diệp gia chúng tôi giật tiền đâu. Hôm nay nếu cậu dám tới, cũng đừng về nữa. Cho dù xuất thân của cậu thế nào, cậu có thân phận gì thì hôm nay cũng phải chết. Nói xong, thân thể của ông ta đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức đáng sợ lập tức dâng lên. Áo bành tô vốn dĩ bó sát trên người. Đột nhiên bị cơ bắp bành trướng của ông ta làm căng phồng, dường như muốn nổ tung. Bốn cao thủ phía sau Diệp Chi Huyền cũng tản ra tứ phía, vây khốn Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan ở giữa. Triệu Mạn Nhi cười nói, việc này chính là do anh tự chuốc lấy. Nói xong, cô ta không khỏi lùi lại một bước, không muốn vướng vào chiến trường như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn thẳng vào Diệp Chi Huyền rồi nói, đây là ông tự tìm cái chết. Oanh! Dương Quan Quan đột nhiên nghe thấy nhịp tim đập cực kỳ dữ dội, khiến cô ấy không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn thực sự đã sử dụng sát chiêu lớn cự mãng phun đan. Chiêu cự mãng phun đan này một khi sử dụng sẽ làm tổn thương thân thể của chính mình. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn còn chưa hồi phục mà đã dùng chiêu này ư. Cô ấy bình tĩnh lại, cũng nhận ra năm người trước mặt có lẽ không phải là cao thủ bình thường. Nếu không Tề Đẳng Nhàn không thể vừa ra tay đã dùng luôn sát chiêu được. Chỉ thấy mặt Tề Đẳng Nhàn đỏ bừng, sau đó lưng cong lên, cơ lưng mở rộng đến mức hơi khoa trương, gần như xé nát quần áo. Bả vai anh run lên, ra tay đầu tiên. Chỉ thấy một chưởng này xoay tròn, đập xuống đầu Diệp Chi Huyền, một cái tát này rơi xuống thì bia đá cũng sẽ vỡ tan. Diệp Chi Huyền cũng không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy. Một cái tát khiến cho ông ta có cảm giác như một trận tuyết lở trên ngọn núi phủ tuyết ngàn năm tuổi. Tên này là ai? Luyện công phu tốt như vậy. Diệp Chi Huyền lang bạt giang hồ cả đời, giờ phút này, ông ta không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Vừa đặt tay lên cánh tay của Tề Đẳng Nhàn,
ông ta đã cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ gần như nghiền nát cơ thể mình. Nhưng may mắn thay, lúc này bốn vị cao thủ cũng đồng thời ra tay, đánh vào lưng Tề Đẳng Nhàn. Tuy nhiên, Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn không nhìn họ, anh nhìn thẳng vào Diệp Chi Huyền, trong mắt anh có ánh sáng xanh nhạt, sát khí kinh người. Ông già, tôi biết ông là ai, năm đó những người cùng tổ tiên Diệp gia lưu lạc giang hồ đều giết qua mấy chục mạng người. Nhưng tôi phải nói cho ông biết, thời đại của các người đã qua lâu rồi. Già rồi thì nên thành thật mà chịu già đi, Tề Đẳng Nhàn nói, năm ngón tay lập tức khép lại. Phanh! Tựa như một tiếng sấm nổ tung giữa lòng bàn tay. Khi lần đầu tiên gặp Tần Đường Ngọc, anh đã dùng một chiêu này phá nát hết cúc quần áo của Tần Đường Ngọc. Nhưng vào lúc này, sát chiêu cự mãng phun đan mà anh dùng bộc phát thể năng, uy lực đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Kình phong từ lòng bàn tay chút xuống, gần như khiến Diệp Chi Huyền không thể mở mắt. Bốn cao thủ vây công tiến lại gần ra quyền tấn công vào lưng Tề Đẳng Nhàn nhưng Tề Đẳng Nhàn lại vận dụng bằng hình của Hồng Thiên Đô để mở rộng cơ lưng, không hề tránh né mà lựa chọn mạnh mẽ đối kháng. Bang, 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 bang. Dương Quan Quan nghe thấy bốn tiếng nổ phát ra từ sau lưng Tề Đẳng Nhàn, giống như bốn quả đạn đại bác nổ tung. Quần áo trên lưng Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức bị lực lượng khủng khiếp của quyền kình xé toạc, lộ ra cơ lưng vô cùng hùng tráng kia. Những cơ bắp đó quấn lấy nhau như một con cù long, giống như đánh vào thép gang, bởi vì khí huyết mênh mông mà hiện lên màu đỏ đậm. Lúc này, đôi tay ôm đầu của Diệp Chi Huyền đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh bay. Bàn tay to lớn như ác quỷ mở ra tóm lấy đầu và mặt của Diệp Chi Huyền, năm ngón tay trong nháy mắt tóm lấy toàn bộ đầu của Diệp Chi Huyền. Thủ hạ lưu tình, tôi nguyện ý đưa tiền. Diệp Chi Huyền vội vàng kêu lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, đã quá muộn. Hôm nay, tôi đến đây để giết người. Gân xanh trên cánh tay anh phồng lên, xương sống run lên, dùng sức mạnh hình long, khép các ngón tay lại. Phanh! Một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ hiện ra trước mắt mọi người. Đầu Diệp Chi Huyền, nhân vật quan trọng của Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo này, đã bị Tề Đẳng Nhàn đấm vỡ tung như một quả dưa hấu đột nhiên từ trên trời rơi xuống rồi vỡ tan tành. Ruột ra bên trong đều bắn ra tứ phía. Thậm chí còn phun vào bốn cao thủ phía sau Tề Đẳng Nhàn. A! À. Một cao thủ thấy vậy, không nhịn được mà kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn vốn định tiếp một đòn sát chiêu cũng phải dừng lại rồi lùi lại. Chiêu này của Tề Đẳng Nhàn khiến hắn phải khiếp sợ. Ba cao thủ còn lại thấy một màn này cũng vô cùng kinh hãi, bọn họ còn định cùng nhau xông lên giết Tề Đẳng Nhàn, nhưng khi thấy có người rút lui, cũng không khỏi lùi lại. Xác Diệp Chi Huyền đổ rầm xuống đất. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn tràn đầy sát khí và tàn nhẫn, xoay người lại hỏi, bốn người bọn mày, có bao nhiêu người thì giết từng đấy người. Tất cả đều phải chết. Bốn người họ nghe xong lập tức co giò chạy không nói một lời. Tề Đẳng Nhàn không đuổi theo mà chỉ đứng yên. Chỉ bằng một đòn, đầu của tên Diệp Chi Huyền kia đã bị đập nát, cũng đập nát luôn bốn lá gan của bốn tên cao thủ kia. Tề Đẳng Nhàn thấy bốn tên này vừa nghe đã lập tức bỏ chạy, không khỏi cười nhạo nói, Diệp gia này cũng thật tầm thường. Ngay cả người đã nhiều lần chứng kiến Tề Đẳng Nhàn ra tay như Dương Quán Quán cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, cách giết người này cũng quá khoa trương rồi. Triệu Mạn Nhi nhìn không được, hai chân run lên, ngã ngửa xuống đất, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Bây giờ, người có thể ảnh hưởng đến quyết định của cô cũng đã chết rồi, cô định giải quyết thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn nói rồi vẫy tay với người phục vụ đang ngơ ngác đứng nhìn. Người phục vụ ngơ ngác hồi lâu mới run rẩy bước tới. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy một chiếc khăn sạch trên khay lên rồi lau máu và óc trên mặt. Tên thiếu gia nhà giàu vừa bị Tề Đẳng Nhàn đá xuống cầu thang kia, vẫn đang nghĩ cách trả thù, nhưng khi nhìn thấy một màn vừa rồi, nào còn lòng dạ nữa. Hắn đã sợ đến nỗi tè cả da quần rồi, thậm chí còn cảm thấy mình thật may mắn khi chỉ bị đá bay ra ngoài mà, chứ không phải bị đập nát đầu. Chậc. Không thể lau sạch được, sau khi Tề Đẳng Nhàn lau một lúc lâu, nhưng trên người vẫn còn dính chút máu, không khỏi cười cười. Triệu Mạn Nhi bình tĩnh lại, nhìn vào mắt hắn rồi vội vàng run rẩy nói, tôi lập tức chuyển tiền ngay, vẫn là tài khoản trước kia đúng không? Tề Đẳng Nhàn nói đúng vậy,
là tài khoản đã từng nhận hàng trăm triệu từ cô, đừng có nhầm. Tiền này tất nhiên phải chuyển vào tài khoản của Gusinski rồi, một vị chuẩn tướng trong sạch trong bộ chính trị như ông, làm sao chịu nhận số tiền này chứ? Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền ngay, nhưng 180 triệu nhiều quá, khó chuyển ngay lập tức được, anh cho tôi thêm chút thời gian nữa. Triệu Mạn Nhi nói. Đừng giở trò, trừ khi cô muốn giống như anh ta. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi nhìn tên Diệp Trì Huyền đang nằm trên sàn rồi bình thản nói. Triệu Mạn Nhi lập tức sai cấp dưới mang máy tính bảng tới, rồi qua một vài thao tác, 500 triệu đầu tiên được chuyển vào tài khoản, sau đó là loạt thao tác không ngừng. Có thể thấy Triệu Mạn Nhi cũng đã bị Tề Đẳng Nhàn dọa đến mất mật. Từ trước đến nay, Tề Đẳng Nhàn giết người thực sự vô cùng tàn nhẫn, hắn biết rõ Diệp Trì Huyền là người quan trọng của Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo này, vậy mà ra tay cũng không có chút lưu tình nào. Quá tàn nhẫn rồi, võ công của tôi không biết khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới này nữa. Dương Quan Quan không những không cảm thấy tàn nhẫn mà lại vô cùng sùng bái. Cô đương nhiên biết rất rõ một điều. Chút võ công kia của Tề Đẳng Nhàn là nhiều năm tích lũy được. Sát chiêu hàng đầu chính là cự mãng phun đan, khiến khí huyết trong cơ thể nổ tung, đồng thời phá hủy tượng đài lớn của bát quái trưởng. Hơn nữa, anh còn sử dụng bằng hình quyền của Hồng Thiên Đô để chống lại sự tấn công của bốn cao thủ bằng cơ lưng của mình nữa, cuối cùng là dùng sức mạnh của rồng để phá vỡ một đòn của Diệp Trì Huyền rồi sau đó sử dụng móng vuốt của rồng điểm vào đầu, lập tức nổ tung, thành công phá não. Bốn tên kia bỏ chạy như thế, chắc là thực sự vô dụng rồi. Hắn cũng biết rõ, cùng lúc đối đầu với năm cao thủ như vậy, phần thắng không nhiều, cho nên đã dốc toàn lực đánh chết Diệp Trì Huyền. Tình trạng tử vong này của Diệp Trì Huyền đã khiến bốn tên còn lại sợ mất hồn rồi. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại là tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy. Nếu chậm nửa giấy không giết, bốn tên cao thủ kia chắc chắn sẽ bắt kịp, hắn có thể sẽ chịu không nổi đâu. Đúng là lợi hại. Chàng trai này đúng thật là một người cứng rắn, khi còn bé đã phải giằng co giữa ranh giới sinh tử, đúng là càng lúc nguy hiểm, đầu óc lại càng sáng suốt. Dương Quan Quan thầm nghĩ, không khỏi càng thêm ngưỡng mộ Tề Đẳng Nhàn. Hơn nữa, lần này không cần Tề Đẳng Nhàn đọc, cô cũng đã biết viết. Bởi cô đã đoán được rõ ràng rằng tâm lý Tề Đẳng Nhàn hoạt động bình thường. Tề Đẳng Nhàn nhìn vào cấp dưới của Triệu Mạn Nhi, rồi mỉm cười nói áo khoác của anh không tồi, tôi rất thích. Người này lập tức sửng sốt, sau đó vội vàng cởi đồ ra, cung kính đưa qua, nói cho ngài. Tề Đẳng Nhàn hài lòng gật đầu, mặc áo vào, che đi phần thân trên đang lổ lộ da của mình. Tỷ lệ mỡ của hắn ta chỉ chiếm 6-8%, gần đây hắn cũng không kiểm soát chế độ ăn uống, làm sao có thể. Chẳng lẽ hắn thực sự đã đạt đến cảnh giới mới của quyền pháp rồi, vì vậy cơ thể tiêu hao năng lượng lớn hơn người bình thường, nên đã tiêu hao mỡ thừa. Dương Quan Quan không khỏi nghĩ thầm. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể càng thấp thì cơ bắp càng lộ rõ. Các vận động viên thể hình thi đấu trên sân khấu, tỷ lệ mỡ của hầu hết đều dưới 4%. Đó là hiệu quả chỉ có thể đạt được sau khi trải qua quá trình khử nước và muối mà thôi, đây là một tình trạng cực kỳ có hại cho sức khỏe. Có tin đồn, vận động viên bóng rổ người Mỹ Michael có tỷ lệ mỡ là 3%, điều này thật vô lý, chỉ 3% mỡ trong cơ thể thấp đến mức có thể khiến anh ta chỉ đi lại thôi cũng cảm thấy chóng mặt chứ đừng nói đến việc tham gia vào trận đấu bóng rổ với cường độ cao như thế. Tỷ lệ mỡ thực sự của Michael ở thời kỳ đỉnh cao là khoảng 6-7%. Tình trạng mỡ hiện tại của Tề Đẳng Nhàn cũng tương tự như Michael ở thời kỳ đỉnh cao vậy. Cũng có thể nói cảnh giới võ thuật của hắn đã bắt đầu chuyển từ con người sang thần luôn rồi, giống như Michael vĩnh viễn là một vị thần trong giới bóng rổ vậy. Khoảnh khắc vừa rồi, cô thấy rõ chưa? Tề Đẳng Nhàn ngồi trên sofa nghỉ ngơi, đợi Triệu Mạn Nhi chuyển tiền. Thấy rõ rồi, Dương Quan Quan nghiêm túc gật đầu. Thấy rõ rồi thì tốt, võ công của cô cũng ngày càng cao rồi. Tề Đẳng Nhàn hài lòng gật đầu nói. Hắn yêu cầu phục vụ thêm 2 chai nước. Rồi chậm rãi uống, hơi thở thoang thoảng mùi máu. Dương Quan Quan không nhìn được hỏi, anh kiệt sức rồi sao? Tề Đẳng Nhàn tròn mắt nhìn cô rồi nói, sau khi sử dụng, cự mãng phun đan, lại còn dốc hết sức như vậy, thậm chí còn phải chịu đòn từ 4 tên cao thủ kia, cô nói xem.
Dương Quan Quan nói, việc này cũng quá mạo hiểm rồi. Chúng ta nên nhượng bộ trước mới phải. Chậc, mấy lời như này không hợp với tính cách liều lĩnh của cô đâu. Tề Đẳng Nhàn cười. Tôi không muốn phải thủ tiết cả đời đâu. Dương Quan Quan lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu cười nói, tất nhiên tôi làm vậy đều có lý do riêng của nó. Chỉ cần tôi có thể khiến cự mãng phun đan xâm nhập vào khí huyết và trái tim tạo thành một vết thương hoàn hảo, tôi lập tức có thể đạt đến sức mạnh siêu việt. Sau khi Dương Quan Quan nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói những lời này, không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng trách gần đây Tề Đẳng Nhàn liên tục tìm kiếm những cuộc chiến đấu đến chết, anh muốn sử dụng những cuộc chiến đấu đến chết liên tiếp để cải thiện bản thân. Sau đó đột phá tấm bình cảnh lớn nhất kia. Biểu hiện của anh thậm chí có thể nói là đã vượt quá giới hạn của chính mình. Sắc mặt Triệu Mạn Nhi rất khó coi nhưng vẫn chuyển tiền. Tề Đẳng Nhàn nhìn tin nhắn trên điện thoại nhắc nhở rằng một khoản tiền đã đến, trên môi nở nụ cười. Anh hy vọng Triệu Mạn Nhi sẽ nhằm vào anh thêm vài lần nữa, để mình có thể dựa vào cô ta trở thành người giàu nhất Hoa Quốc. Tuy nhiên, sau khi lật lại tài khoản, Tề Đẳng Nhàn nhận ra có điều gì đó không ổn. Bởi vì có một người phụ nữ đến sòng bạc. Bây giờ cô ta là Triệu Hồng Nê hay Triệu Hồng Tụ. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cô ta, một người hai nhân cách. Mặc dù gần đây anh không ngừng theo đuổi chiến đấu đến chết nhưng trong tình huống này mà đối mặt với Triệu Hồng Tụ chắc chắn là đưa đồ ăn. Sau khi Triệu Mạn Nhi nhìn thấy Triệu Hồng Tụ, sắc mặt lập tức hồng nhuận, cười nói, chị Hồng Tụ, ở đây. Khi Tề Đẳng Nhàn nghe thấy tiếng gọi của cô ta, khóe miệng không khỏi giật giật. Người phụ nữ này có đáng sợ không? Có khoa trương như vậy không? Dương Quan Quan nhìn thấy sự thay đổi trên biểu cảm của Tề Đẳng Nhàn thấp giọng hỏi. Triệu Hồng Tụ là thiên phạt của Triệu gia, cô thấy có đáng sợ không? Vẫn là Triệu Hồng Nê nhìn càng hòa ái dễ gần hơn. Tề Đẳng Nhàn thở dài, lắc đầu nói. Nhưng hiện tại anh cũng không lo lắng Triệu Hồng Tụ sẽ làm gì mình. Triệu Hồng Tụ leo lên bậc thang, bình tĩnh hỏi, có chuyện gì vậy? Gọi tôi tới đây. Triệu Mạn Nhi đưa tay ra chỉ về phía Tề Đẳng Nhàn nói, anh ta đã tống tiền em. Muốn lấy toàn bộ doanh thu hàng năm sòng bạc của em đều phải là của mình. Ước chừng khoảng 1,8 tỷ đấy. Triệu Hồng Tụ cau mày, liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái nói, lại là anh. Tề Đẳng Nhàn cười cười nói, ngượng ngùng, vẫn là tôi. Triệu Hồng Tụ nghe được lời này, cũng không nhịn được nở nụ cười. Chị Hồng Tụ, chị cảm thấy chuyện này nên làm như thế nào? Triệu Mạn Nhi vẻ mặt âm trầm hỏi Triệu Hồng Tụ. Cái sọt mà cô chọc ra thì đương nhiên phải tự mình tìm cách thoát khỏi. Những chuyện bẩn thỉu này, tôi không muốn nhúng tay vào. Triệu Hồng Tụ quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Mạn Nhi, lắc đầu nói. Sắc mặt Triệu Mạn Nhi có chút suy sụp. Nói anh ta đã đánh chết Diệp Chi Huyền của Diệp gia ở kinh đảo, đồng thời lấy đi doanh thu một năm từ sòng bạc của chúng ta. Chị thật sự không quan tâm đến chuyện này sao? Nghe được giọng điệu có chút uy hiếp của cô ta, Triệu Hồng Tụ không khỏi cười lạnh hai tiếng, xoay người rời đi. Vẻ mặt của Triệu Mạn Nhi cứng đờ, cô ta không ngờ rằng Triệu Hồng Tụ lại không muốn ra tay với Tề Đẳng Nhàn. Triệu Hồng Tụ vẫn là người giữ lời hứa, đương nhiên. Mình phải cảm ơn tôn phu nhân rồi. Tề Đẳng Nhàn thấy Triệu Hồng Tụ không gây phiền phức cho mình, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hồng Tụ thậm chí không đánh mà đã rời đi. Triệu Mạn Nhi trong lòng đầy nghẹn khuất nhưng cô ta thật sự không dám nói lời cay nghiệt với Triệu Hồng Tụ. Tề Đẳng Nhàn nhìn Triệu Mạn Nhi cười nói, xem ra, địa vị của cô ở trong Triệu gia không cao lắm, không thể sai khiến được vị thiên phạt này. Triệu Mạn Nhi đen mặt tiếp tục chuyển khoản, chẳng bao lâu sau, toàn bộ 1,8 tỷ đã đến tài khoản do Tề Đẳng Nhàn chỉ định. Hoan nghênh cô Triệu tiếp tục nhắm vào tôi, dù sao cô Triệu giàu như vậy, tôi cũng thích bị cô Triệu nhắm tới. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười nói. Anh đánh chết Diệp Chi Huyền, tốt nhất nên nghiêm túc suy nghĩ làm sao đối phó với việc Diệp gia báo thù đi. Triệu Mạn Nhi cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn nói, ông đây là chuẩn tướng của bộ chính trị. Năm đó Diệp gia dựa vào sự tàn nhẫn để kiếm tiền nhưng tôi không tin họ dám dùng AK-47 để quét xe của tôi. Nói xong câu này, anh búng tay một cái, gọi Dương Quan Quan cùng nhau rời đi. Trịnh Hữu Bân đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tề Đẳng Nhàn và mặt Triệu Mạn Nhi từ xa,
thậm chí còn chứng kiến anh đánh chết Diệp Chi Huyền. Điều này khiến trong lòng Trịnh Hữu Bân không khỏi kêu lớn đã nghiền. Xem ra, mình nên thu thập thêm nhiều nhược điểm của Triệu Mạn Nhi rồi bí mật giao cho Tề Đẳng Nhàn. Chỉ cần Tề Đẳng Nhàn đồng ý, nhất định có thể đuổi con khốn Triệu Mạn Nhi này ra khỏi Ma Đô. Đường đường là Trịnh gia sao có thể cho phép một người phụ nữ như Triệu Mạn Nhi vênh mặt hất hàm ra lệnh chứ? Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bước đi với số tiền khổng lồ mà mình đã vất vả kiếm được, Triệu Mạn Nhi tức giận đến mức sắp nổ phổi. Cô ta đã sắp xếp bố cục lâu như vậy nhưng lại thất bại vì tên ngốc Thạch Hạo đã lôi Lục Chiến Long vào cuộc. Nếu Lục Chiến Long không liên quan đến chuyện này, Tề Đẳng Nhàn muốn thoát khỏi cục diện này thì không chết cũng phải mất một lớp da. Khoảnh khắc anh bước ra khỏi sòng bạc, sắc mặt Tề Đẳng Nhàn trở nên tái nhợt hơn nhiều, cả người trông cũng yếu đuối hẳn đi. Mẹ kiếp, ở trong đó anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, không sao chứ? Dương Quan Quan không khỏi lo lắng hỏi khi nhìn thấy bộ dáng uể oải không còn sức sống của Tề Đẳng Nhàn. Cô ấy cũng đã dùng qua đại sát chiêu cự mãng phun đan nên biết được sau khi dùng sẽ sinh ra gánh nặng trên cơ thể nặng nề như thế nào. Cơ thể của Tề Đẳng Nhàn vốn dĩ vẫn chưa hồi phục, vừa rồi lại liều mạng như vậy, tình hình chắc chắn nghiêm trọng hơn nhiều so với khi cô ấy sử dụng chiêu này. Tề Đẳng Nhàn cười nói, không sao đâu, suy nhược chỉ là tạm thời, không bao lâu nữa sẽ khôi phục lại. Chúng ta trở về đi, hiện tại tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Dương Quan Quan không nói nhiều, trực tiếp đưa Tề Đẳng Nhàn trở về nhà. Tề Đẳng Nhàn đi tắm rửa sạch mùi máu tanh, sau đó mặc quần áo tập rộng rãi vào phòng luyện công để ngồi đả tọa minh tưởng. Dương Quan Quan suy nghĩ một lúc, quyết định tự mình hoàn thành bài thực chiến chân thuật ngày hôm nay, bởi vì cô ấy cảm thấy mình gần như đã nghiền ngẫm đến thông thấu tâm lý của Tề Đẳng Nhàn. Gánh nặng của tim rất nặng, thậm chí cơ tim cũng bị tổn thương. Tề Đẳng Nhàn nhắm mắt lại đả tọa, chậm rãi cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình. Bốn chỗ ở phần lưng bị tấn công, cơ bắp cũng chịu tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn. Quan trọng nhất vẫn là nội tạng. Anh phát hiện gan, lá lách và tim, ba cơ quan quan trọng của mình đều bị tổn thương ở nhiều mức độ khác nhau. Tề Đẳng Nhàn cố gắng phân tán suy nghĩ của mình. Mặc dù anh đang ngồi xếp bằng nhưng toàn bộ cơ thể anh mang theo một loại ý cảnh giống như khi luyện hỗn nguyên cọc của Thái Cực Quyền. Dần dần suy nghĩ của anh bước vào một trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Sau đó, anh hoàn thành nội coi còn được gọi là nhìn bên trong, một pháp môn tu hành tinh thần được đạo giáo đưa ra ngoài. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn rõ ràng đã nhìn thấy trái tim mình. Hình dạng trái tim đã được phản chiếu hoàn toàn trong tâm trí anh. Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy những vết thương nhỏ. Muốn tĩnh tâm thì trước hết phải điều khiển mắt, mắt giống như tâm lang thang trong mắt điều khiển tâm, cho nên ức chế đôi mắt mới đưa lại về tâm. Tề Đẳng Nhàn nội liếm tất cả suy nghĩ, trong miệng vô thức đọc ra bí văn kim bảo luyện nội đan quyết ngọc thanh kim tứ thanh hoa. Pháp quyết này là của đạo giáo, nó rất quan trọng để tu luyện nội đan. Từ trường của chính Tề Đẳng Nhàn cũng bắt đầu thay đổi vào lúc này. Tạo ra sự cộng minh kỳ diệu với từ trường giữa trời đất. Sau đó, anh phát hiện ra rằng mình có thể giao tiếp hoàn toàn với các cơ quan nội tạng trong cơ thể mà không có bất kỳ hạn chế nào, ngay cả một mao mạch nhỏ cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh. Luyện võ 15 năm, cuối cùng cũng thấy chân thần. Tề Đẳng Nhàn có thể khống chế nội tạng của bản thân, khí huyết hai bên trái phải vận chuyển, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được tế bào của bản thân đang không ngừng tăng nhanh tốc độ trao đổi chất. Hắn nhìn thấy những vết thương nhỏ không thể thấy được trên trái tim mình, đang được chữa lành với tốc độ rất nhanh. Cả người hắn bị chìm trong trạng thái nội thị, tất cả tinh thần đều vùi đầu vào trong sự kỳ diệu của gặp thần này, nhưng trong miệng vẫn chậm rãi niệm, ngọc thanh kim, tứ thanh hoa, bí văn kim bảo nội, luyện đan quyết. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa đã là hơn 4 giờ sáng. Hai mắt mở ra, trong nháy mắt ý thức đã khống chế được thân thể. Hắn cảm giác được một sức mạnh rất lớn mà từ trước đến nay chưa từng có, cảm giác bản thân tự trải qua này cũng mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc trước. Gặp thần không xấu, gặp thần không xấu. Phải nhìn thấy chân thần trong cơ thể, thì thân thể mới có thể không xấu, tinh thần không xấu. Tề Đẳng Nhàn có một loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời mà hét. Hắn nhớ tới lịch sử truyện ký mà mình đã từng xem qua, nghe đồn lúc Phương Dương Minh đang ở trong quân đội luyện khí.
đến nửa đêm, bỗng nhiên có một tiếng thét dài vang vọng toàn bộ quân doanh. Thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, nhưng bây giờ những vết thương tích tụ từ năm này sang tháng khác đã được chữa trị hoàn toàn. Những thương tích đó tương đối nặng, lại khôi phục tốc độ nhanh hơn so với ngày thường, hơn nữa, hắn có thể chứng kiến quá trình khôi phục này. Võ công luyện đến mức cao, có thể tự nhiên khống chế mỗi một khớp xương trên thân thể, vận hành khí huyết trong cơ thể. Thế nhưng, chỉ có đạt tới gặp thần cảnh giới, mới có thể chân chính khống chế tất cả hết thảy, chính mình biến thành thân thể thần linh, hình thành đối với tự thân thể cùng tinh thần thượng song trọng hoàn mỹ khống chế sinh trang dui di sen roti he trinh sen sang đờ xuông trong oan mây trang công. Hiện tại mỗi một quyền mình, đều có thể đánh ra lực lượng mà Hồng Thiên Đô ngày đó không tiếc hết thảy thể lực mới có thể bộc phát được. Thứ hắn nhìn thấy chỉ là ra nắm tay, nhưng lại có thể cảm nhận được bên trong mỗi một hướng mạch máu chảy, bất kể biến hóa gì của thân thể, đều không thể tránh khỏi cảm nhận của hắn. Hắn đứng dậy, cổ họng trên dưới bắt đầu khởi động, toát ra âm thanh loáng thoáng, ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vung nắm đấm, đi tới nửa bước, đánh ra băng quyền. Cùng lúc đó, trong lục phủ ngũ tạng vang lên tiếng ếch kêu, nắm tay của hắn cách rèm cửa sổ còn hơn một tấc. Bang! Thế nhưng, rèm cửa sổ lại phát ra một tiếng giòn vang, rèm cửa sổ vặn vẹo một đống, mang theo mồ hôi ướt sũng. Quả nhiên, quyền pháp đạt đến loại cảnh giới này, có thể đánh ra ngoại cương. Nhưng mà, loại ngoại cương này rất tiêu hao thể lực, hơn nữa, hiện tại đối với cảnh giới loại quyền pháp này mình còn chưa nắm giữ đúng chỗ, cần phối hợp với võ đang điếu thiểm kình mới có thể đánh ra ngoại cương hiệu quả. Điếu thiểm kình là một loại pháp môn nội luyện của phái võ đang, chuyên dùng để điều chỉnh hơi thở. Lúc ấy Triệu Hồng tụ một quyền đánh sập cả bức tường lớn, khi đó thể lực bộc phát, e rằng cũng đến loại cảnh giới này. Chờ mình khôi phục đến đỉnh phong, lại đi đến gặp cô ta, lúc đó hưu chết về tay ai cũng khó nói. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi thở khí, hơi thở từ trong miệng phun ra ngày càng dài, hơn nữa còn cực kỳ nóng, nó hóa thành một con vân long, bay ra xa khoảng 6 thước. Hắn kéo rèm cửa sổ ra, thấy Dương Quan Quan đang ở bên ngoài luyện quyền. Ha! Chỉ nghe cô ấy khẽ quát một tiếng, một quyền đấm vào viên gạch xanh treo trên dây thừng. Trong nháy mắt khi đánh ra quyền này, cô ấy xoay hông vặn đai lưng duỗi chân, kinh lực vừa đưa, nắm đấm đánh tới mặt ngoài gạch xanh, bốp một tiếng, cục gạch gãy thành hai nửa ở trên không trung. Tề Đẳng Nhàn âm thầm gật đầu, cô ấy quả thật có thiên phú tuyệt đỉnh, bây giờ mới cách lúc luyện ra ám kình bao lâu chứ, đối với việc khống chế kình lực cũng đã có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng. Lúc Tề Đẳng Nhàn từ trong phòng đi ra, Dương Quan Quan phát hiện ra có chỗ khác thường. Cô ấy cau mày nói, sao tôi lại có cảm giác kỳ lạ vậy? Hơi thở, Tề Đẳng Nhàn nhắc nhở, là do hơi thở thay đổi, từ trường của bản thân tôi, cùng từ trường của đất trời có một loại cộng hưởng kỳ diệu, cho nên cô sẽ có loại cảm giác này. Đạo gia trong truyền thuyết, tu vi luyện khí sĩ muốn cao hơn, cần trải qua ba tai chín kiếp, trong đó có một đại kiếp nạn chính là thiên kiếp, sấm sét trời đánh. Tề Đẳng Nhàn cho rằng, đây là bởi vì tu hành của bản thân quá cao, dẫn đến từ trường bản thân quá mức cường đại, cho nên mới có thể hấp dẫn đến lôi điện. Sau khi trải qua thiên lôi đánh, cái từ trường tự thân sẽ mang theo từ trường cộng tính với thiên địa vũ trụ, sau này cũng sẽ không gặp lại kiếp nạn như vậy nữa. Sấm sét chính là tạo ra từ trường ma sát thiên địa. Dương Quan Quan đột nhiên phục hồi lại tinh thần, lẩm bẩm nói, gặp muôn hình vạn trạng của chúng sinh, thấy trời đất rộng lớn. Chiên sen linh chư uây an, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Anh đã luyện đến cảnh giới quyền pháp cao nhất, phá vỡ hư không, thấy thần không xấu sao. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi gật gật đầu, nói, cho nên nói những ngày gần đây, không ngừng cùng các cao thủ giao thủ cũng rất hữu dụng. Tôi ép thể lực bản thân đến cực hạn, trận chiến ngày hôm qua kia, càng đến gần điểm giới hạn sụp đổ, nếu không có cách tự mình nhận ra, một thân công phu này của tôi, hơn phân nửa là phải phế bỏ. Dương Quan Quan cũng biết trận chiến ngày hôm qua của Tề Đẳng Nhàn nhìn qua thì khá đơn giản, nhưng thật ra lại rất nguy hiểm, chỉ là không nghĩ tới tên này thế mà liều mạng như vậy, dám đánh cuộc lớn như thế. Từ sau khi tôi và Hồng Thiên Đô đánh với nhau một trận, thì cũng mơ hồ chạm đến loại bình cảnh này, tôi có thể cảm nhận được sự kỳ lạ của hơi thở kỳ diệu, nhưng lại không biết đó là cái gì. Ngày hôm qua sau khi bước bản thân đến cực hạn,
tại thời điểm sáng tỏ ra, cuối cùng là nắm giữ loại cảm giác ảo diệu này. Gặp thần, là gặp thân thể của thần, tinh thần của thần, cùng với quyền pháp bên trong thần. Gặp được thần linh, cùng nó câu thông, hoàn thành đối khống chế bản thân một cách hoàn hảo. Cô nhìn xem. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn cởi áo ra, bá một tiếng, cơ bắp sau lưng nổi lên, đánh cho không khí rung động bốp bốp. Lưng hắn rộng rãi, tự do linh hoạt hoạt động giống như Hồng Thiên Đô. Dương Quan Quan trợn mắt há hốc mồm, Hồng Thiên Đô tập luyện bằng hình quyền, nghiên cứu ra một bộ phương thức vận lực độc đáo như vậy đã tốn trọn vẹn mười mấy 20 năm. Thế nhưng, hiện tại Tề Đẳng Nhàn đã hoàn toàn nắm giữ được. Theo suy luận lúc trước của hai người Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long, thông qua video của Hồng Thiên Đô, có nề nếp tập luyện, muốn luyện được tinh túy, dù là thiên phú cao hơn nữa đều cần đến 3, 4 năm. Dương Quan Quan bỗng nhiên thở dài. Làm sao vậy, Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày. Xem ra cả đời này tôi cũng không có cơ hội đè anh trên mặt đất đánh một trận. Dương Quan Quan có chút uể oải nói. Tề Đẳng Nhàn nghe được trợn trắng mắt, hung hăng vỗ vào mông cô ấy một cái, cười lạnh nói, phản nghịch, không lúc nào là không muốn phản bội sư phụ đúng không? Dương Quan Quan nói, sư phụ anh mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào ngực của đồ đệ mình, cũng không phải là người tốt chứ. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đây là đang quan sát trình độ huấn luyện cơ ngực của cô. Hiểu cái gì chứ? Thế mà cũng nói được sao? Dương Quan Quan cười nhạo. À, đúng rồi, hôm qua tôi đã viết xong thực chiến thuật chân, cô xem có chỗ nào cần sửa không? Tôi vào trong phòng lấy cho cô. Lúc Tề Đẳng Nhàn lấy được thực chiến thuật chân, nhìn kỹ lại một lần, cảm thấy rất hài lòng. Hắn chưa từng nói cho Dương Quan Quan, nhưng Dương Quan Quan lại có thể miêu tả tình huống trận chiến ngày hôm qua và hoạt động tâm lý của hắn, thật sự không tệ. Hiện tại Dương Quan Quan đã bước vào hàng ngũ cao thủ, có thể phỏng đoán tâm lý của loại cao thủ như bọn họ. Cùng lúc đó, phía đế đô, Triệu Biện Tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Vận mệnh trói buộc, tựa hồ có chút cảm giác kỳ diệu nào đó. Khụ khụ khụ. Triệu Biện Tử vừa mới đánh một loạt quyền, nhưng sau khi đánh xong, lại phát hiện lực không đủ, liên tục ho khan, trong mũi truyền tới mùi máu tươi nồng đậm. Ông ta thở dài một tiếng, nói Tề Bất Ngữ à, Tề Bất Ngữ à, không ngờ rằng vũ lực của người này lại kinh hãi như thế, thế gian này, có thể luyện hình ý đến thần biến, có thể được mấy người chứ? Một người phụ nữ đang nhìn Triệu Biện Tử đánh quyền. Tiền bối, không diệt trừ cha con Tề gia, nước nhà khó yên ổn. Người phụ nữ này chậm rãi mở miệng nói. Cô ta là một trong năm con rồng của Hoa Quốc, cùng đám người nổi danh Ngọc Tiểu Long, Tạ Cuồng Long, Lục Chiến Long tồn tại, tên của cô ta là Nghiêm Mộc Long. Triệu Biện Tử quay đầu đi, nói tôi cũng đã nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua, Lục Chiến Long đi vào, cho nên ngược lại Tề gia tử không bị chút tổn thương nào. Nghiêm Mộc Long gật gật đầu, hờ hững nói, sau trận chiến với Hồng Thiên Đô, hắn bị thương, nhưng lại có thể đánh bại Tạ Cuồng Long ngay giữa đường phố. Cứ mặc kệ như thế, sớm muộn gì hắn cũng giết tới đế đô, làm loạn thế cục. Triệu Biện Tử nghe xong, nói cô tới tìm tôi, là muốn gặp Triệu Huyền Hoàng sao? Nghiêm Mộc Long nghiêm túc nói, hiện tại Lục Chiến Long mơ hồ có ý muốn đứng về phe phó lão, nếu không động thủ, sớm muộn chúng ta cũng rơi vào thế bị động. Triệu gia Phục Long, ngậm miệng tu dưỡng 12 năm, giờ cũng là thời điểm mở miệng nói chuyện rồi. Triệu Biện Tử khẽ nhíu mày, ông ta tuy là trụ cột vững vàng trong trận doanh Triệu gia, nhưng cũng không muốn lấy Lục Chiến Long làm mục tiêu để mở ra lỗ hổng này. Suy cho cùng, ông ta vẫn là một cái võ nhân, mà Lục Chiến Long càng là một võ nhân chính trực. Cô đi vào đi, Triệu Biện Tử trầm mặc thật lâu. Ông ta vẫn nhớ tới võ công đáng sợ như ma thần của Tề Bất Ngữ, tay không đánh ra một ngoại cương quyền kình. Năm đó, thời điểm người câm này bị đuổi ra đế đô, còn không có võ công lợi hại như vậy, đã tạo nên gió tanh mưa máu, giết đến mức mấy người đại gia tộc hoảng sợ. Nếu không phải cuối cùng Tề gia chủ động đứng ra ngăn hắn lại, hơn nữa đuổi hắn đi, chỉ sợ mọi chuyện cũng không giải quyết đơn giản như vậy. Nghiêm Mộc Long cười cười, sau đó đi vào cấm địa nhà cao cửa rộng nhiều năm chưa từng có người đặt chân tới. Cửa lớn đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt cổ xưa.
Trong nhà có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi, trước mặt đặt bàn cờ, bên cạnh bàn cờ đặt một quyển sách cờ, đang học đánh cờ. Người đàn ông mặc áo vải màu đen, khuôn mặt chữ điền, mũi thẳng miệng vuông, lông mày thẳng tắp, nhìn qua có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta kính sợ. Vãn bối Nghiêm Mộc Long, đến bái kiến Triệu tiên sinh. Nghiêm Mộc Long đứng yên, chắp tay chào, nghiêm túc nói. Triệu Huyền Hoàng ngẩng đầu lên, cười cười, nói, tôi ngậm miệng tu dưỡng 12 năm, Triệu lão hẳn là đã biết, nhưng vẫn đưa cô vào, vậy chứng minh hơn phân nửa là có chuyện quan trọng. 12 năm nay ông ta chưa từng mở miệng nói chuyện, lúc này bỗng nhiên mở miệng, ngôn ngữ đều có chút xa lạ. Nghiêm Mộc Long từ từ kể lại những chuyện gần đây, Triệu Huyền Hoàng nghe được hơi nhíu mày, quân cờ trong tay cũng dừng lại, không hạ xuống trên bàn cờ. Lục Chiến Long à, cậu ta là một người khá được. Triệu Huyền Hoàng như có điều suy nghĩ cười nói. Đúng vậy, Nghiêm Mộc Long cũng không phủ nhận nói. Triệu Huyền Hoàng nói, nhưng mà người tốt không thể cho tôi sử dụng, trong mắt tôi cũng không khác gì sắt vụn. Nghiêm Mộc Long không nói gì. Triệu Huyền Hoàng nói, nếu cô và Tạ Cuồng Long liên thủ, có thể đánh chết hắn không? Một mình tôi là đủ rồi, Nghiêm Mộc Long lắc đầu nói. Tôi đang nói Tề Gia Tử. Triệu Huyền Hoàng ném quân cờ, đứng lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nghiêm Mộc Long nghe xong, nhịn không nổi trầm mặc, nói, nếu hắn có thể đơn độc giết Hồng Thiên Đô, thực lực tất nhiên cao hơn bất kỳ kẻ nào trong Ngũ Long chúng ta. Nhưng mà nếu là tùy tiện hai người trong chúng ta liên thủ lại, cũng đủ đánh chết hắn. Võ công dù sao cũng không phải tu tiên, song quyền khó địch nổi bốn tay. Triệu Huyền Hoàng hài lòng gật gật đầu. Nghiêm Mộc Long nói, nếu Triệu gia nguyện ý xuất động thiên phạt, cũng có thể cùng nhau giết Tề Bất Ngữ. Triệu Huyền Hoàng nói, Triệu Hồng Tụ à. Lúc ông ta nhắc tới cái tên này, đều cảm thấy một lời khó nói hết. Nghiêm Mộc Long vừa nghe giọng điệu này của ông ta, lập tức biết việc này vô vọng, nói, nhưng mà nếu Triệu tiên sinh nguyện ý cho chúng tôi cơ hội, tôi và Tạ Cuồng Long liên thủ, nhất định có thể chém chết hắn. Bất kỳ một người nào trong Ngũ Long, một mình đối mặt với Tề Đẳng Nhàn đều chính là tự dâng thức ăn tận miệng. Nhưng hai chọi một thì không giống như vậy, câu châm ngôn song quyền khó địch nổi bốn tay tay này đã có từ xưa nay, không phải là không có đạo lý. Đối mặt hai cao thủ hàng đầu như vậy, dù là võ công có luyện đến mức thăng thiên, muốn đối phó cũng tương đối khó khăn. Nếu Lục Chiến Long có khả năng năng đứng về phía mình, hơn nữa nhất định không thể làm việc cho tôi, vậy thì nắm cậu ta vào tay đi. Triệu Huyền Hoàng liếc mắt nhìn Nghiêm Mộc Long thật sâu, nhàn nhạt nói. Nghiêm Mộc Long hỏi, tôi rất tò mò, Triệu tiên sinh định nắm anh ta vào tay như thế nào? Triệu Huyền Hoàng nói, lúc trước Lục Chiến Long bị ác bá địa phương bức ép phùng lên, cuối cùng kinh động đến Phó Phong Vân, chiêu mộ cậu ta nhập ngũ. Nghiêm Mộc Long nói, chuyện này tôi biết. Triệu Huyền Hoàng nói, Lục Chiến Long có một người em gái, tên là Lục Linh Linh. Lúc ấy bị người ta bắt cóc, sau đó Phó Phong Vân sai khiến rất nhiều người cũng không thể tìm được. Sau khi Nghiêm Mộc Long nghe nói như thế, hít một hơi khí lạnh, nói, Lục Linh Linh ở trong tay Triệu tiên sinh sao? Cái này thì không, chẳng qua lúc ấy đi một bước cờ nhàn rỗi mà thôi, sai người đưa Lục Linh Linh đến Điện Bắc. Không ngờ rằng, sau nhiều năm như vậy lại dùng tới nước cờ nhàn này. Triệu Huyền Hoàng chậm rãi đi tới phía trước bàn thờ. Nhìn vị thần cung phụng phía trên, như có điều suy tư nói. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải thời điểm động tới nước cờ này. Ở chiến bộ Lục Chiến Long rất được người ta mong đợi, binh lính tầng dưới chót, người người đều rất sùng bái cậu ta, tùy tiện động thủ, là dẫn lửa thiêu thân. Triệu Huyền Hoàng bỗng nhiên cười cười, nói. Nghiêm Mộc Long nghe, nói, đã có sắp xếp của Triệu tiên sinh, tôi đây cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với Tạ Cuồng Long, chuẩn bị thời cơ động thủ. Tạ Cuồng Long bị Tề Đẳng Nhàn ép cúi đầu gọi đại ca, trong lòng đã sớm sinh lửa giận ngút trời, có cơ hội ra tay tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn ta kiêu căng ngạo mạn, bị một người trẻ tuổi hơn so với mình ép gọi là đại ca, là nỗi uất hận cỡ nào chứ? Triệu Huyền Hoàng nhẹ nhàng phất phất tay, không nói nữa. Nghiêm Mộc Long cũng biết ý của ông ta. Hơi cúi đầu khom lưng chào, rời khỏi gian phòng này. Sau khi cô ta đi, Triệu Huyền Hoàng mới bước ra khỏi phòng, trong lúc nhất thời cảm thấy mặt trời có chút chói mắt,
đưa tay chắn ở trên trán của mình. Triệu Biện Tử nói, ra rồi sao? Đã bao nhiêu năm không phơi nắng rồi? Triệu Huyền Hoàng cười ha hả, lắc lắc đầu, nói, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút, nếu không thân thể sẽ mốc meo mất. Triệu Biện Tử nói, thật sự muốn động đến Lục Chiến Long. Cậu ta là một trong số ít người tốt, cũng chưa bao giờ nhắm vào ai. Người tốt không mang lại lợi ích cho tôi, đối với tôi mà nói, không khác gì một đống sắt vụn. Người có thể mang lại lợi ích cho tôi, mới là người tốt. Phó Phong Vân mang Tề Gia Tử tiến vào chiến bộ, muốn từng bước thăng chức hắn, phá hoại sắp xếp của chúng ta. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể để cho hắn ta toại nguyện? Triệu Huyền Hoàng cười ha hả, nói, nhưng mà, hắn ta có thể thông qua khảo hạch lần này, thật sự khiến tôi rất bất ngờ. Một kế hoạch vừa hoàn chỉnh vừa cẩn thận đã dần dần hình thành trong đầu óc của Triệu Huyền Hoàng. Ông ta canh giữ Triệu gia, bắt đầu điều khiển binh tướng, chấp hành kế hoạch này. Tiểu đội Alpha bị tiêu diệt hoàn toàn, tuy không thể tra được chứng cứ là ai làm, nhưng ngẫm lại cũng có thể biết được. Triệu Huyền Hoàng đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng. Chuyện này đối với Triệu gia chúng ta mà nói, cũng gây đả kích rất nghiêm trọng. Thế cục của Ma Đô đang khẩn trương như vậy, cuối cùng dù trời có sập xuống thì cũng không thể đập vào đầu Triệu gia chúng ta được. Triệu Biện Tử nói, cẩn thận làm quá mức, đến lúc đó không khống chế được thế cục. Gây ra động tĩnh quá lớn, Phó Phong Vân sẽ không ngồi nhìn đâu. Triệu Huyền Hoàng cười, đáp, Phó Phong Vân là một người lấy đại cục làm trọng, chúng ta chỉ nhắm vào bố cục của Tề Bất Ngữ, chứ có nhắm vào Ngọc Tiểu Long đâu, không cần lo chuyện ông ấy không ngồi yên. Triệu Biện Tử gật gật đầu. Tình hướng bên Nam Dương thế nào rồi? Mấy ngày hôm trước ta còn nghe nói. Từ ngạo tuyết của Từ gia đã tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn mượn sức mấy quân phiệt. Triệu Huyền Hoàng hỏi. Tập đoàn Trần Thị bởi vì bị phơi bày chuyện tham dự hoạt động trái pháp luật mà đã chịu đả kích, Nam Dương cũng trong trạng thái tương đối sa sút tinh thần. Triệu Biện Tử nói đúng sự thật. Triệu Huyền Hoàng mới là người bày mưu thiết kế trong toàn bộ Triệu gia. Tuy rằng ông ta ngậm miệng 12 năm, nhưng chỉ cần xảy ra chuyện lớn đều sẽ nói với ông ta, để ông ta đưa ra quyết sách. Hai con rồng Tạ Cuồng Long và Nghiêm Mộc Long liên thủ, ông cảm thấy đã đủ chưa? Triệu Huyền Hoàng quay đầu hỏi. Vậy là đủ rồi, hai người này đều là cao thủ đứng đầu. Nếu bọn họ liên thủ lại, cho dù là tôi cũng không phải đối thủ. Triệu Biện Tử nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói. Triệu Huyền Hoàng thở dài, nếu có thể nhân cơ hội cắt đi cái đinh trong mắt Ngọc Tiểu Long này là tốt rồi. Triệu Biện Tử nói, lý trí của cô ta thắng cảm tính, rất khó nhằm vào cô ta. Trong lúc Triệu Huyền Hoàng mở miệng nói chuyện, mây đen u ám đã bắt đầu bao phủ trên bầu trời Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn không biết nhân vật lớn của Triệu gia đã bắt đầu thật sự xuống tay nhằm vào hắn. Đồng thời, các nhân vật lớn của Triệu gia cũng không biết, Tề Đẳng Nhàn đã chạm đến lực lượng mà con người không thể đạt được. Hôm nay hiếm khi Tề Đẳng Nhàn đưa theo Dương Quan Quan đến quả xác tập đoàn đi dạo qua một vòng, hắn làm như vậy, đương nhiên là có mục đích riêng. Sau khi đến công ty, liền bỏ rơi Dương Quan Quan luôn, để cô ấy tham gia công việc. Sau đó hắn chuồn mất, đến thẳng sân bay Ma Đô đón người. Đương nhiên, hắn cũng sắp xếp cho Dương Quan Quan một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là phân ra 1 tỷ từ số tiền ngày hôm qua hắn lừa được ở sòng bạc. Lấy danh nghĩa Lục Chiến Long thành lập một quỹ hội. Đối với việc thiện như này, đương nhiên Dương Quan Quan sẽ không bài xích, lập tức tập trung vào công việc. Bất kể em gái Lai chân dài Irena Zinva đi đến nơi nào, đều là được chú ý, giá trị nhan sắc và dáng người đều quá hấp dẫn, một đám đàn ông đều nhìn không được mà chảy nước miếng. A ha, tiên sinh, anh có nhớ tôi không? Sau khi Irena Zinva nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, chạy nhào tới. Ôm cổ hắn, miệng hôn ngay về phía mặt hắn. Ở một đất nước bảo thủ như Hoa Quốc, hành vi như vậy quả thật là đồi phong bại tục. Tề Đẳng Nhàn nhìn từ trên xuống dưới cô gái đang mặc một cái quần jean bó sát người phối hợp với áo sơ mi trắng đơn giản đã có thể khiến cho người ta e ngại khí chàng trên người, thở dài nói, đừng nháo, thắt lưng không tốt. Irena Zinva cười hì hì kéo lấy cánh tay của hắn, nói, tôi không thể ở lại quá lâu được đâu. Nhiệm vụ trong công ty quá nhiều. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn này,
anh muốn làm chút gì với tôi thì nhanh chóng làm hết sức đi. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, cô gái của Tuyết Quốc này quả là phóng khoáng dũng cảm mà, đều biểu đạt tình cảm trực tiếp, thật là không chịu nổi. Còn nhớ cô gái mà cô thường đánh cờ trên mạng không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Kỳ thủ tam đẳng chuyên nghiệp Triệu Hồng Nê, tôi biết. Irena Zinva gật gật đầu, gần đây tôi vẫn luôn nghiên cứu kỳ phổ của cô ta, cờ lực của cô ta có tiến bộ rất lớn. Tôi đưa cô đi chơi cùng cô ta một ván, cô cố gắng đánh cho cô ta thất bại thảm hại đi. Tề Đẳng Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói. Irena Zinva thì lại lắc đầu, chuyện này quá khó khăn rồi. Tôi phải nghỉ ngơi trước đã, dưỡng lại tinh thần mới chơi cờ với cô ta được. Tề Đẳng Nhàn đưa Irena Zinva tới khách sạn rồi đi nghỉ ngơi, chỉ là, hình như cô ấy đang hiểu lầm ý nghĩa của hai từ nghỉ ngơi này rồi. Irena Zinva đương nhiên phải xuất ra tuyệt chiêu giữ nhà học được ở trại nhạn mới có thể đối phó được với cao thủ như Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn có cảm giác, cô gái của Tuyết Quốc này cứ như là con hổ bị đói bụng mấy ngày vậy. Mấu chốt là, sau khi người ta lấy bản lĩnh trại nhạn ra, căn bản hắn lại không dừng được. Lần này thì thiếu bao nhiêu phần trăm đây? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được hỏi, duỗi tay vuốt ve mái tóc vàng thú lệ kia. 10% á, chúc mừng anh, đã giải khóa tiến độ trò chơi đến 40%. Irena Zinva vừa nhấc đầu, cả khuôn mặt đầy tươi cười sán lạn nói. Cô ngẩng đầu là nghiêng nước nghiêng thành, còn cúi đầu là lưỡi nở hoa sen. Câu trả lời này, lại làm cho Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười. Chỉ là, ở cùng một chỗ với Irena Zinva, thật là hơi giống đang chơi trò chơi, mỗi lần đều có thể có cảm giác mới mẻ và kích thước cực kỳ mãnh liệt. Hắn cũng không khỏi cảm khái trong lòng, chẳng trách nữ đặc công đi ra từ trại nhạn của Tuyết Quốc thậm chí có thể đánh tới bên cạnh đại lão cao tầng của Mễ Quốc. Sau khi nghỉ ngơi xong, Tề Đẳng Nhàn để Irena Zinva mặc quần áo rồi cùng mình đi gặp Triệu Hồng Nê. Irena Zinva lại nói, không thể để ngày mai đi sao? Hôm nay tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh cả ngày thôi. Ô lạp! Tề Đẳng Nhàn đen mặt nói, tôi là để cô tới chơi cờ với người ta, chứ không phải để cô tới trầm mê nam sắc. Vậy sao? Irena Zinva trong lòng không khỏi âm thầm phun tào một tiếng, chỉ có thể chậm rãi, lề mề mặc quần áo vào. Trong quá trình này, đương nhiên là lại bày ra tuyệt học mà mình học được từ trại nhạn, khiến động tác mặc quần áo cũng như nhảy múa vậy, Tề Đẳng Nhàn nhìn đến mức mí mắt nhảy dựng. Nếu không phải nhị đương gia thân thể không khỏe, hôm nay nhất định phải lấy cảnh giới quyền pháp hoàn toàn mới, tử chiến với yêu nữ ma mị làm hại nhân gian này. Tề Đẳng Nhàn đưa Irena Zinva rời khỏi khách sạn, sau đó đi gặp Triệu Hồng Nê. Sau khi nhìn thấy Irena Zinva, Triệu Hồng Nê không khỏi biểu hiện vô cùng hưng phấn, nói cuối cùng cũng có thể đánh với cô một ván cờ rồi. Irena Zinva đáp lại, cô phải nhường tôi một chút đấy, dù sao cô cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp. Triệu Hồng Nê lại lắc đầu nói, kỳ lực của cô căn bản không thể yếu hơn so với kỳ thủ chuyên nghiệp được, đến đây, đoán trước đi. Tuy rằng Irena Zinva không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng là nữ đặc công có chỉ số thông minh cao mà trại nhạn bồi dưỡng toàn diện, kỳ lực cũng là vô cùng biến thái. Hai người ở trên bàn cờ vừa hạ cờ, đã lập tức đối chọi gay gắt. Kỳ phong của Irena Zinva tương đối âm hiểm, mà Triệu Hồng Nê thì lại có nề nếp, đâu vào đấy. Một người minh diễm động lòng người, vũ mị như yêu, một người dung mạo chỉ có thể xem như hơi xuất sắc, nhưng thanh thiển thong dong, đạm như thanh tuyền. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy xem hai cô gái này chơi cờ thực sự rất nhàm chán, liền nằm lên sofa ngủ. Sau khi ngủ hơn 3 tiếng, Tiểu Tiểu lấy lại một chút máu, lúc này hắn mới mở mắt ra. Ván cờ của hai người đánh cờ đã kết thúc, đánh 2 ván. Triệu Hồng Nê còn có chút cảm giác chưa đã thèm. Không có vấn đề gì, đương nhiên không có vấn đề gì. Tiểu huynh đệ đến chỗ lão hủ nhận nhiệm vụ bản đồ là quyết định sáng suốt đấy. Cái khác thì không dám nói nhưng bản đồ chỗ lão hủ chi tiết và toàn diện nhất Sơn Hải giới đấy. Chẳng hay tiểu huynh đệ muốn bản đồ cấp mấy? Ông lão nhiệt tình hỏi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, bản đồ còn phân đẳng cấp hả? Triệu Hồng Nê cũng nhìn ra được rằng thể lực của Irena Zinva hơi không đủ nên cô ta buông cờ vây trong tay xuống. Cô Zinva, cô có hứng thú trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp không?
Triệu Hồng Nê hỏi. Thôi đi, tôi không thích dùng tất cả thời gian của mình để nghiên cứu kỳ đạo. Irena Zinva trực tiếp từ chối. Triệu Hồng Nê thở dài, vậy thật là đáng tiếc, khó gặp được người có thiên phú đánh cờ như cô. Hy vọng sau này chúng ta có thể thường xuyên đánh cờ với nhau. Irena Zinva nói, hay là chơi online đi. Dù sao bây giờ dùng Internet rất thuận tiện. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Irena Zinva, đối diện với Triệu Hồng Nê. Hắn hơi cười, hỏi, người xuất hiện ở sòng bạc đêm qua là nhân cách Triệu Hồng Nê mà không phải Triệu Hồng Tụ, đúng không? Triệu Hồng Nê nhìn Tề Đẳng Nhàn, hỏi lại, sao cậu nhìn ra được? Tề Đẳng Nhàn cúi đầu cười, nói, chỉ sợ, rất nhiều lúc, nhân cách này không hề đi ra. Tất cả đều là nhân cách chính của cô. Triệu Hồng Nê nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ, ngừng một chút mới nói, nếu một người biết được quá nhiều bí mật thì không sống lâu đâu nha. Tề Đẳng Nhàn bật cười thành tiếng, nói, thật ra tôi cũng có thể hiểu cô. Dù sao, tình huống của cô phức tạp như vậy, Triệu gia lại lớn mạnh. Có đôi khi, nếu cô không ngụy trang thành nhân cách Triệu Hồng Tụ thì chỉ sợ ngay cả chút chuyện bản thân muốn làm cũng không làm được. Triệu Hồng Nê nhìn Tề Đẳng Nhàn, sau một lát mới nói tiếp, tôi thực sự nghĩ mãi không ra. Một người mẹ xuất sắc như vậy, sao lại sinh ra một đứa con trai trời đánh thế này? Tề Đẳng Nhàn hơi ngạc nhiên, hỏi, cô quen biết mẹ tôi? Triệu Hồng Nê nói, cậu cho rằng Tôn Dĩnh Thục dễ lợi dụng như vậy sao? Nếu không phải nể mặt bác thì cậu đã chết trong tay chị của tôi lâu rồi. Tề Đẳng Nhàn thoáng ngạc nhiên, nói, tôi thực sự không biết điều này. Triệu Hồng Nê cười, nói, bác là người rất tốt, đối xử với mọi người rất dịu dàng như tắm mình trong gió xuân. Tôi và Triệu Hồng Tụ đều rất thích bà ấy. Người dạy vỡ lòng môn cờ vây cho tôi là bà ấy đó. Hiện bà ấy đang chịu khổ ở đế đô, chịu đựng nỗi đau mẹ con, vợ chồng xa cách không thể gặp nhau. Hay là để chị cô hợp tác với tôi, cùng nhau đánh đến đế đô rồi cứu bà ấy ra. Tề Đẳng Nhàn lập tức hưng phấn nói. Triệu Hồng Nê chỉ tay về phía cửa. Tề Đẳng Nhàn không hiểu cô ta có ý gì. Tôi cảm thấy cậu cút được rồi đấy. Triệu Hồng Nê nghiêm túc nói. Không muốn thì thôi, còn nói mẹ tôi đối xử tốt với các cô. Hai người lại là sói mắt trắng, không biết đền ơn đáp nghĩa. Tề Đẳng Nhàn khó chịu ra mặt. Khóe miệng Triệu Hồng Nê không khỏi giật giật, đối mặt với loại người vô sỉ thế này, cô ta có thể nói cái gì chứ? Im lặng hồi lâu, Triệu Hồng Nê nhắc nhở cậu phải cẩn thận một người tên là Triệu Huyền Hoàng, ông ta là sư phụ dạy cờ vây của tôi, đã bế quan tu luyện ở Triệu gia 12 năm, ngày hôm qua mới xuất quan. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, ông ta bế quan tu luyện hay không thì liên quan gì đến tôi. Triệu Hồng Nê lại nói, người này bình thường không dễ xuất hiện, đều đứng đằng sau để giải quyết những chuyện lớn của Triệu gia. Nhưng mà, bây giờ ông ta lại khác thường. Xuất hiện dưới ánh mắt công chúng nên cậu phải cẩn thận đấy. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi nói thật, cô bất mãn với Triệu gia như vậy thì hợp tác với tôi đi. Triệu Hồng Nê lắc đầu, nói tôi có thể lấy thân phận Triệu Hồng Nê phản bội Triệu gia, đó đã là điều tối đa tôi có thể làm. Tôi sẽ cố gắng không để chị Triệu Hồng Tụ đi ra, nhưng có một số việc, không phải tôi muốn là có thể khống chế được, cậu có chuyện muốn làm ở Ma Đô này thì mau chóng làm xong đi. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt chân thành nhìn cô ta, ôn hòa nói, chị họ, chị đối xử tốt với tôi thật đấy. Cút! Triệu Hồng Nê nghe được xưng hô này thì vẻ mặt ngạc nhiên như gặp quỷ. Lạnh giọng quát lớn. Chị họ, mẹ tôi nhất định sẽ rất vui khi thấy chị đến đế đô cùng tôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Lại gọi tôi như vậy thì tôi giết cậu. Triệu Hồng Nê một nhếch miệng, hàm răng phát ra ánh sáng lạnh. Tề Đẳng Nhàn dùng mình, nói tuy chúng ta cách nhau chừng 7 thế hệ, nhưng tôi gọi chị là chị họ thì cũng đâu có sai. Sắc mặt Triệu Hồng Nê thay đổi, khí chất cả người bỗng trở nên lạnh lùng, ngay cả độ cong của khóe môi cũng hơi thay đổi. Chỉ nghe thấy cô ta chậm rãi nói, trong vòng 10 giây, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tề Đẳng Nhàn vừa nghe giọng thì cảm thấy không đúng, kéo Irena Zinva trực tiếp chạy đi. Mẹ nó! Đúng là không nói võ đức. Cái gì mà khống chế không để nhân cách thứ hai đi ra chứ? Bây giờ không phải là thả nhân cách của Triệu Hồng Tụ ra sao? Đợi đến khi thấy bóng lưng Tề Đẳng Nhàn đã khuất,
Trên mặt Triệu Hồng Nê lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, hừ, dọa chết tên trời đánh nhà cậu. Cô ta vẫn là Triệu Hồng Nê, nhân cách Triệu Hồng Tụ không hề xuất hiện. Tiên sinh, sao ngài lại sợ cô ta như vậy? Irena Zinva nhìn không được hỏi, còn nữa, cô ta có hai nhân cách sao? Đúng vậy, tinh thần phân liệt, cô nói có đáng sợ hay không? Loại bệnh nhân tâm thần này, giết người không phạm pháp đấy. Tề Đẳng Nhàn lòng còn sợ hãi mà nói. Irena Zinva cảm thấy buồn cười, hỏi tiên sinh, anh có vũ công cao như vậy, còn sợ cô ta sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, võ công của cô ta cũng rất cao, trạng thái cơ thể tôi của hiện tại không được tốt cho lắm, không dám sâu lâu với cô ta. Irena Zinva nghiêng đầu hỏi, không phải anh vẫn đang rất khỏe sao? Tề Đẳng Nhàn lườm cô một cái. Hắn cho rằng bản thân là một tài xế già, nhưng ở trước mặt yêu nghiệt như Irena Zinva thì có vẻ hắn còn khá non. Triệu Huyền Hoàng à, đã sớm nghe qua cái tên này. Bế quan 12 năm, bây giờ xuất quan chỉ vì đối phó tôi. Tề Đẳng Nhàn nhớ tới lời nhắc nhở của Triệu Hồng Nê thì không khỏi trầm ngâm. Cũng tốt, để tôi xem thử, ông có thể làm gì tôi? Để xem ông có thể đánh thắng bộ quyền của tôi không? Hiện tại Tề Đẳng Nhàn rất tự tin vào sức mạnh của bản thân, quyền pháp luyện đến loại cảnh giới này, muốn bị người giết chết còn là một chuyện khó khăn. Tề Đẳng Nhàn dẫn Irena Zinva lâu rồi không gặp đi xem phim, ăn chút đồ ăn vặt, xem như bồi thường cho sự vắng vẻ mấy ngày qua. Irena Zinva là một người dễ thỏa mãn, những chuyện đơn giản như này đã làm cho cô hết sức vui vẻ. Nhưng mà kỳ nghỉ của Irena Zinva cũng rất nhanh đã kết thúc. Cô chỉ có thể lưu luyến chia tay với Tề Đẳng Nhàn. Cũng chính vào ngày Irena Zinva rời khỏi Mado, một tin tức kinh người được truyền ra. Ông cụ Dương Gia vì bệnh mà qua đời, Dương Gia sẽ tiến hành phúng viếng tại sảnh số 8 của nhà tang lễ. Anh rể, ông ngoại nhà em đã qua đời rồi. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn vừa rời khỏi sân bay thì nhận được điện thoại thông báo của Kim Thần Hy. Ừ, anh biết rồi. Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói. Ngày này, cuối cùng vẫn đến. Ông cụ Dương qua đời cũng coi như là tuyên bố quan hệ giữa Dương Quan Quan và Dương Gia hoàn toàn trở nên quyết liệt. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đến công ty tìm Dương Quan Quan. Anh đã đến rồi, ông nội của tôi qua đời, tôi đang định bảo anh cùng đến dự lễ tang của ông. Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì nghiêm túc nói. Vậy đi thôi, còn chờ cái gì? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh trả lời. Chuyện Tề Đẳng Nhàn để Dương Quan Quan dùng danh nghĩa của Lục Chiến Long thành lập quỹ hội đã hoàn thành. Không thể không nói, năng lực làm việc của thư ký Dương hiện tại càng ngày càng mạnh mẽ. Tất nhiên, cũng do có tiền có thể giết quỷ đẩy ma. Một số tiền lớn như vậy được đổ vào, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Để ngăn chặn việc tiền bị đám sâu một nhắm tới, Dương Quan Quan còn bổ sung thêm nhiều lớp bảo hiểm. Giám sát khác nhau, đồng thời thiết lập mối quan hệ với Lục Chiến Long. Kẻ nào dám đụng đến số tiền này sẽ phải đợi người của Lục Chiến Long đến bẻ gãy tay. Lục đại ca nói rất cảm kích chúng ta, muốn mời chúng ta ăn cơm. Ngồi trên xe, Dương Quan Quan đã nói chuyện này. Ha ha ha, anh ấy mời chúng ta đi ăn cơm sao? Thôi đi, lần này sợ là anh ấy lại đãi chúng ta thịt nướng BBQ. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được cười phá lên. Trêu chọc một câu. Mặc dù Lục Chiến Long mời món thịt nướng BBQ rất rẻ tiền nhưng anh vẫn tôn trọng người anh em này từ tận đáy lòng. Những người giữ chức vụ cao hiển nhiên có thể sống một cuộc sống giàu có xa hoa nhưng lại cố tình chọn cách sống như vậy. Nói cách khác, sống như anh ấy mới có thể được gọi là sống. Dương Quan Quan nói, người như anh ấy thật hiếm có. Ý của anh là chức vụ của anh ấy lớn như vậy nhưng lại sống quá nghèo khó sao? Tề Đẳng Nhàn nói, anh ấy đã từng trải qua cực khổ, cho nên anh ấy không muốn người khác trải qua loại đau khổ đó. Anh ấy có nhân cách vĩ đại, tôi rất kính nể anh ấy. Lục Chiến Long có thể không cách nào quyên góp được hàng triệu, hàng chục triệu như những doanh nhân đó, nhưng mọi việc anh ấy làm đều đáng được tôn trọng, khiến cho người ta tôn kính từ tận đáy lòng. Sự vĩ đại của một người không nằm ở địa vị cao mà ở những gì anh ta làm. Nếu không ngước nhìn về phía trước và sự tranh đấu của tâm hồn thì mọi quyền lực và của cải chẳng qua chỉ là ngọn lửa dục vọng, đốt xong chỉ để lại cho tàn.
nếu mất đi sự chất vấn lương tâm thì mọi của cải, quyền lực chỉ là gió thoảng hư vô. Anh ấy viết một bức tranh chữ rồi bảo người đưa đến đây. Xin tôi treo nó ở quý hội, Dương Quan Quan nói. Viết cái gì? Tề Đẳng Nhàn tò mò hỏi. Tôi chỉ ước rằng công lý có thể cuồn cuộn như nước, chính nghĩa có thể cuồn cuộn như sông lớn. Dương Quan Quan vô cùng ấn tượng trước câu nói này của Lục Chiến Long. Tề Đẳng Nhàn nghe xong yên lặng gật đầu, trong lúc hai người nói chuyện về Lục Chiến Long thì đã đến nhà tang lễ. Hội trường số 8 là phòng phúng viếng lớn nhất trong nhà tang lễ này. Có thể thấy ở đây người đến người đi, có không ít những nhân vật nổi tiếng cũng xuất hiện. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan bước tới, người của Dương gia nhìn thấy họ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Dương Quan Quan, cô không thể vào, cửa đại sảnh bị người chặn lại, không cho Dương Quan Quan tiến vào. Dương Quan Quan thờ ơ nói, ông ấy là ông nội của tôi tới phúng viếng ông ấy, tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng. Các người dựa vào đâu mà không cho tôi vào? Lúc này Dương Tĩnh bước ra ngoài, lạnh lùng nói, chỉ bằng vào việc chúng tôi là chủ sự nơi này. Chỉ bằng vào việc chúng tôi không nhận cô không xứng bước vào linh đường Dương gia chúng tôi. Dương Quan Quan nheo hai mắt nói, thân thể ông nội còn chưa lạnh, các người đã dám làm như vậy. Muốn chặn người muốn tẫn hiếu như tôi ở ngoài linh đường sao? Dương Quan Quan, cô muốn đi vào. Không có cửa, cô đã bị loại khỏi gia phả. Đồ con hoang không xứng gọi lão gia tử là ông nội. Dương Viễn Sơn từ đâu đi đến, lên tiếng chửi bậy. Hơn nữa, 1/3 tài sản kia cô cũng đừng mơ có được. Chỉ cần Dương gia chúng ta còn có người sống thì cô cũng đừng mơ mộng hão huyền. Dương Quan Quan bình tĩnh nói, 1/3 tài sản kia tôi có lấy hay không không phải do các người quyết định mà là pháp luật. Ông nội đã lập di chúc, 1/3 tài sản của Dương gia sẽ là của tôi. Nếu các người không đưa thì chúng ta sẽ ra tòa. Bây giờ, tôi không muốn bàn chuyện tài sản với các người. Tôi chỉ muốn vào thắp hương, đốt vàng mã cho ông nội, đưa tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng thôi. Lúc này Dương Tĩnh mới phất tay. Lập tức những người mặc đồ đen canh cửa vén vạt áo vest đen lên, để lộ bao đựng súng giấu bên dưới. Hôm nay, có nói thế nào thì cô cũng không thể vào. Nếu không tin cô có thể thử xem. Vẻ mặt Dương Tĩnh âm trầm, tràn đầy sát ý nói. Dương đại thiếu thật uy phong, Tề Đẳng Nhàn châm biếm một câu. Dương Tĩnh liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn, trong mắt chỉ có kiên quyết, hôm nay anh ta muốn ngăn Dương Quan Quan ở ngoài cửa, ai đến cũng không có tác dụng. Muốn vào cũng không phải là không thể, nếu thật sự có năng lực thì có thể đánh vào, anh ta sẽ thừa nhận. Nhưng khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, anh ta sẽ không chịu trách nhiệm. Lão gia tử Dương gia vừa mới mất, nếu như Dương Quan Quan làm ầm ĩ ở trong linh đường thì cảnh tượng sẽ quá khó coi. Hơn nữa, cô ấy cũng vì chuyện tài sản của gia tộc mà đã có mâu thuẫn rất lớn với Dương gia. Thậm chí Dương gia còn vận dụng truyền thông tạt nước bẩn vào người cô ấy. Nếu ở đây lại xảy ra náo loạn nữa, e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Dương gia làm việc cũng thực sự giỏi. Đầu tiên, để bức bách Dương Quan Quan mà đã đào cả mộ cha cô lên, thậm chí còn đốt xương cốt đào được, quả thực là điên rồ. Bây giờ Dương lão gia tử đã qua đời, lại vội đến mức không chờ nổi mà xóa tên cô ấy khỏi gia phả, ngăn cản cô tiến vào linh đường. Trong lúc đang giằng co, một giọng nói cực kỳ uy lực vang lên, Dương Quan Quan, nếu cô tự nguyện từ bỏ 1/3 quyền thừa kế tài sản, chúng tôi có thể cho cô vào, thậm chí có thể để cô trở về Dương gia, làm việc cho Dương gia chúng ta. Theo giọng nói truyền đến, những người mặc áo đen nhanh chóng tránh đường. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước ra, mặc bộ vest đen có một bông hoa nhỏ màu trắng trên ngực. Sau khi Dương Tĩnh nhìn thấy ông ta, vội vàng cúi đầu nói cha. Chú, Dương Viễn Sơn cũng cung kính kêu lên. Người đàn ông này là Dương Ý, chủ của Dương gia. Những năm gần đây Dương Ý đều ở Mỹ để mở rộng thị trường nước ngoài cho tập đoàn Dương Thị. Kết giao với rất nhiều bạn bè. Nếu lần này Dương lão gia tử không qua đời thì ông ta cũng không trở về Hoa Quốc. Hơn nữa, Dương Ý có quan hệ mật thiết với tập đoàn tài chính Đông Liên ở Mỹ. Ông ta đã tham gia thúc đẩy một số quan chức Hoa Quốc và Mỹ hợp tác, có thể nói là một nhân vật có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Dương Quan Quan nói, thì ra là chú Dương Ý.
Tôi không muốn về Dương gia này, tôi cũng sẽ không từ bỏ số tài sản đó. Dương Ý lắc đầu nói, u mê không tỉnh không có gì tốt với cô. Người một nhà không cần phải làm ầm ĩ như vậy. Dương Quan Quan cười lạnh, không nhịn được hỏi, nếu không phải ông nội lập di chúc chia một phần tài sản cho tôi thì chú có coi tôi như người nhà không? Khi cha tôi bị Dương Phỉ Phỉ đào mồ quật mả, sao không thấy chú đứng ra lên tiếng? Lúc Dương Viễn Sơn và Dương Phỉ Phỉ chạy đến Trung Hải cưỡng bức tôi thì chú đang ở đâu? Tránh đường ra. Dương Quan Quan hét lớn một tiếng, đi lên trước một bước, như thể muốn xông vào. Cô Dương Quan Quan, đây là linh đường của Dương gia, Dương lão gia tử vừa mới qua đời, xin đừng làm loạn. Một vị khách lên tiếng. Tề Đẳng Nhàn chăm chú nhìn lại, không khỏi cau mày, hóa ra là Viên Thiên Thành, thị trưởng thành phố Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn không ngờ Viên Thiên Thành lại có quan hệ tốt với Dương gia như vậy. Thị trưởng Viên, ông phải quang minh rõ ràng, Dương Quan Quan là cháu gái của ông cụ Dương, vào thắp hương cho ông ấy, đưa tiễn ông ấy đoạn đường cuối. Tề Đẳng Nhàn mở miệng nói. Cháu gái cái gì, Dương gia chúng tôi không chấp nhận. Dương Tĩnh liên tục cười nhạo, lớn tiếng nói. Mọi người Dương gia cũng gật đầu, họ đều nhìn Dương Quan Quan bằng con mắt căm thù, không muốn để cô ta đi vào linh đường. Nếu hôm nay Dương Quan Quan ngay cả linh đường cũng không vào được, như vậy cho dù thành công lấy được một phần ba tài sản kia, cô ta cũng sẽ bị đâm sau lưng cả đời. Viên Thiên Thành nói với Tề Đẳng Nhàn, chuẩn tướng Tề, cậu cũng nghe người Dương gia nói rồi, họ không chấp nhận chuyện này. Linh đường này là do Dương gia bọn họ định đoạt. Tôi làm thị trưởng trước tiên phải đảm bảo trật tự ở nơi công cộng. Tôi không hy vọng mọi người bởi vì chút chuyện này mà ầm ĩ rối loạn. Tề Đẳng Nhàn nhìn Viên Thiên Thành, trên mặt mang theo một tia cười lạnh, nếu hắn nhớ không lầm, tên của thằng nhãi này hình như nằm trong ổ USB của Hồng Thiên Đô. Nhưng mà, loại chuyện này đương nhiên không thể nói ra, Ngọc Tiểu Long xử lý danh sách USB như thế nào, hắn cũng không có quyền nhúng tay vào. Tùy tiện tiết lộ tin tức ngược lại là rút dây động rừng, về sau sẽ khó thu dọn. Dương Quan Quan, cút đi, nơi này không chào đón cô. Dương Viễn Sơn mở miệng nói. Sắc mặt Dương Quan Quan trầm xuống, có suy nghĩ muốn xông lên đánh người. Nhưng bả vai của cô ta bị Tề Đẳng Nhàn đè xuống, thị trưởng Viên Thiên Thành đang ở nơi này, nếu cô ta động thủ thì không nên, đến lúc đó đến chính phủ làm thủ tục, Tề Đẳng Nhàn cũng đau đầu. Dương Quan Quan nghiến răng nói, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua? Ngay cả dâng hương đốt giấy cho ông nội tôi cũng không có tư cách sao? Tề Đẳng Nhàn nói, quên đi, chuyện này cứ ghi vào sổ rồi chúng ta từ từ tính. Vẻ mặt mọi người trong Dương gia lộ ra vẻ trào phúng và khinh thường, đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy sảng khoái. Lần trước Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan nhốt Dương Tĩnh ở bữa tiệc đính hôn, khiến cho cả Dương gia mất hết thể diện. Hôm nay có thể vả mặt lại, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện rất đáng giá để chúc mừng. Nhưng vào lúc này, ba chiếc xe Jeep đồng thời chạy tới. Cửa chiếc xe Jeep đầu tiên mở ra, một bóng người mạnh mẽ nhảy xuống, mặc quân phục màu đen của Hắc Long Hoa Quốc, trên hai bên vai có đeo một ngôi sao vàng rực rỡ, trên ngôi sao có một con kim long. Người tới chính là Lục Chiến Long. Lục Chiến Long ngẩng đầu. Sửa sang lại mũ, sải bước đi về phía trước, phía sau hai chiếc xe trên dưới có đến mấy chiến sĩ theo sát bên cạnh anh ta, đảm đương bảo hộ. Người xung quanh thấy khí thế này đều tránh đường. Chiến tướng Lục, sao cậu lại tới đây? Viên Thiên Thành nhìn thấy Lục Chiến Long đến, trên mặt lộ ra nụ cười, vội vàng đi lên chào hỏi. Tuy chiến tướng Lục đeo một viên long tinh, nhưng anh ta rất có danh tiếng, là một trong ngũ long ở Hoa Quốc, hơn nữa danh vọng cực cao. Bất kỳ quan lớn nào ở biên cương nhìn thấy cũng không dám thất lễ. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Lục Chiến Long thì thoáng kinh ngạc, không ngờ anh ta sẽ đến đây. Lục Chiến Long bình tĩnh nói, tôi nghe nói ông nội của em gái mất, có lòng đến viếng, có vấn đề gì không? Sau khi Viên Thiên Thành nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, không trả lời. Anh Lục, Dương Quan Quan gọi Lục Chiến Long một tiếng, sao anh lại đến đây? Ha ha ha, em gái, ông nội em mất, làm sao anh trai có thể không đến viếng chứ? Lục Chiến Long cười lớn tiếng nói. Em mờ thanh anh ta to đến mức hầu hết mọi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Vì thế, sắc mặt mọi người đều thay đổi, hiển nhiên bọn họ không ngờ Dương Quan Quan lại có quan hệ anh em với người như Lục Chiến Long. Lục Chiến Long lớn tiếng nói, sao lại không đi vào cúng bái ông cụ? Đứng chặn ở lối vào linh đường để làm gì? Dương Quan Quan bình tĩnh nói, bọn họ không cho tôi vào, họ nói tôi không phải người Dương gia, không xứng vào cúng bái chính ông nội mình. Lục Chiến Long nghe xong, sắc mặt lạnh lùng nói, buồn cười. Cô là em gái tôi, muốn cúng bái ông nội là đạo lý hiển nhiên, ai nói cô không xứng. Nói xong lời này, anh ta nắm lấy cổ tay của Dương Quan Quan, nói, tôi đưa cô vào, tôi xem ai dám ngăn cản tôi. Chiến tướng Lục. Nơi này là linh đường của Dương gia chúng tôi, tuy anh quyền cao chức trọng nhưng cũng không nên xen vào chuyện riêng của người khác nhỉ. Lúc này, Dương Ý đứng dậy, chặn ở phía trước, lạnh giọng hỏi. Lục Chiến Long lại nói, cái gì là xông vào nơi linh đường của Dương gia các người? Ông nội của em gái tôi mất, tôi đến đốt hương cúng bái thì có gì không ổn? Dương Ý hờ hững nói, Dương gia chúng tôi không thừa nhận Dương Quan Quan. Lục Chiến Long cười lạnh một cái, nói các người không thừa nhận cũng vô dụng, cô ấy sinh ra ở Dương gia thì chính là huyết mạch của Dương gia, cúng bái tổ tiên là đạo lý hiển nhiên. Cậu dám ngăn cản em gái tôi thắp hương là đang ép cô ấy bất hiếu. Hôm nay, dù Thiên Vương lão tử có cản đường, tôi cũng phải mang cô ấy đi vào thắp hương cúng bái. Ai dám cản tôi thì đừng trách Lục Chiến Long tôi trở mặt vô tình. Các người không chấp nhận thì có thể làm xét nghiệm huyết thống. Nếu cô ấy không phải huyết mạch của Dương gia thì tôi sẽ đi. M thanh của anh ta càng lúc càng to, đến nỗi đinh tai nhức óc, những người ở xung quanh đều cảm thấy ong ong trong màng nhĩ, bị chấn động đến cực kỳ khó chịu. Viên Thiên Thành nhìn thấy Lục Chiến Long phát giận, không nhịn được đứng ra khuyên nhủ, chiến tướng Lục, dù sao đây cũng là chuyện trong gia đình người khác, vẫn không nên tham gia thì hơn. Lục Chiến Long cười ha ha nói, chuyện trong gia đình cái gì? Dương Quan Quan là em gái tôi đây là anh trai còn không thể đứng ra nói chuyện thay cô ấy sao? Thị trưởng Viên, ông đang nói đùa gì vậy? Sắc mặt Viên Thiên Thành biến thành màu đen, trầm giọng nói, chiến tướng Lục, tôi là đang nghĩ cho cậu. Lục Chiến Long nói, Lục Chiến Long tôi cả đời chính trực, ngay thẳng, chưa từng làm chuyện trái với lương tâm. Hôm nay, chẳng qua là đưa em gái tôi vào linh đường làm tròn đạo hiếu. Chẳng lẽ còn có người có thể kết án tôi sao? Sau khi nói xong lời này, Lục Chiến Long trực tiếp kéo Dương Quan Quan đi vào trong linh đường. Dương Ý ngăn trước mặt anh ta, bị anh ta va vào bả vai ngã người sang một bên, được vài người Dương gia đỡ lên mới không ngã ra đất. Dương Ý tức đến xanh mặt, ngón tay run rẩy, hiển nhiên không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Lục Chiến Long. Hơn nữa, Lục Chiến Long nói chuyện cũng rất tinh túy, mỗi câu đều có chữ hiếu. Con cháu Hoa Quốc nặng nhất là đạo hiếu, nếu ai dám làm trái đạo hiếu, nhất định là bị ngàn vạn người đánh gãy xương sống. Các vệ sĩ đi theo bên cạnh Lục Chiến Long, sải bước tiến lên, xung quanh toàn là người của Dương gia, nhưng không ai dám tiến lên nửa bước để ngăn cản. Lục Chiến Long rất nhanh đã đưa Dương Quan Quan vào trong linh đường, đứng trước di ảnh của ông cụ Dương. Em gái, thắp hương tiễn ông nội đi. Hôm nay có tôi ở đây, ai dám ngăn cản cô tận hiếu, tôi sẽ tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Lục Chiến Long lớn tiếng nói. Sắc mặt tất cả mọi người ở Dương gia đều rất khó coi. Lục Chiến Long quá mức cường thế, hơn nữa lời nói cũng có lý, cho dù Dương gia có lai lịch không kém, nhưng cũng không dám chính diện đối đầu với anh ta. Dương Quan Quan cầm ba nén hương, đốt dưới ánh nến, sau khi quỳ xuống đất. Cầm nén hương cắm vào giữa lư hương. Dương Quan Quan thắp hương, đốt tiền giấy, Lục Chiến Long cũng thắp hương theo. Sau khi làm xong, Lục Chiến Long đi tới bàn tiếp khách, lấy ra 300 tệ, nói tiền lễ. Người ghi chép sổ sách giật giật khóe miệng, nói, lễ vật của ai? Dương Quan Quan, mặt Lục Chiến Long không chút thay đổi nói. Cái này, trong sổ kế toán này không có tên của cô ấy. Người ghi chép sổ sách ấp a ấp úng nói. Không có, không biết viết thêm vào sao. Lục Chiến Long trừng mắt, oai phong mười phần hỏi. Ách, tôi lập tức bổ sung. Người ghi chép sổ sách sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, mở một trang mới của sổ kế toán, viết tên Dương Quan Quan, sau đó viết thêm bên dưới Lục Chiến Long, 300.
Một đám người Dương gia nhìn thấy một màn này, tức giận đến suýt nữa hộc máu. Lục Chiến Long móc ra 300 tệ, hoàn toàn là đang đánh vào mặt bọn họ. Lục Chiến Long là một quỷ nghèo, thế nhưng vào lúc này, anh ta lại hào phóng sẵn sàng chi 300 tệ làm lễ chỉ để chút giận thay Dương Quan Quan. 300 tệ không nhiều, nhưng đủ tình nghĩa. Dương gia không thừa nhận Dương Quan Quan, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc viết tên cô ta vào sổ kế toán. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này, có chút buồn cười, đồng thời lại có chút cảm động, lão Lục là một người keo kiệt, ăn bữa cơm cũng phải tính toán tỉ mỉ, lúc này lại bất ngờ rút ra 300 tệ làm lễ. Vào lúc này Dương Tĩnh trầm giọng nói, chiến tướng Lục, anh đừng ức hiếp người quá đáng, Dương gia chúng tôi không chấp nhận cô ta, anh còn cố tình làm như vậy là có ý gì? Lục Chiến Long nhếch miệng cười, nói, sĩ quan Dương cấp tá, cậu muốn dạy tôi làm việc sao? Dương Tĩnh chỉ cảm thấy vô cùng uất nghẹn, quan cấp nhất phẩm đè chết người, anh ta không có đủ tư cách khiêu chiến với Lục Chiến Long. Dương Tĩnh, anh nhìn tôi không vừa mắt đúng không? Không phải là anh không muốn để cho tôi một phần ba tài sản sao? Được, tôi cho anh một cơ hội. Lúc này Dương Quan Quan xoay người lại, nhìn thẳng Dương Tĩnh, lạnh giọng nói. Dương Tĩnh nhíu nhíu mày. Dương Quan Quan nói, tôi với anh đánh một trận. Nếu như anh thắng tôi lập tức từ bỏ một phần ba tài sản này. Nếu như anh thua, tôi không có điều kiện, đối với anh mà nói, chỉ có lợi không hại. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này Dương Quan Quan lại nói ra lời nói khinh người như vậy. Ngay cả Lục Chiến Long cũng không khỏi ngẩn người, sau đó nở nụ cười, thầm nghĩ Dương Quan Quan thật đúng là rất khí phách. Không phải anh đang nhắm vào tôi sao? Được, đến đi, chúng ta trực tiếp đấu tay đôi. Tề Đẳng Nhàn từng nói với Dương Quan Quan Dương Tĩnh là trụ cột vững chắc của thế hệ Dương gia này, muốn đánh đương nhiên phải đánh với anh ta. Đánh một vạn người như Dương Viễn Sơn cũng không bằng đánh một Dương Tĩnh. Dương Tĩnh nghe thấy Dương Quan Quan chủ động khiêu khích mình, anh ta ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt dần trở nên u ám và lạnh lùng. Trong mắt anh ta, Dương Quan Quan chính là một kẻ yếu đuối, hèn nhát, bị người như vậy khiêu khích. Với người kiêu ngạo như anh ta làm sao có thể chịu được? Chẳng lẽ anh ta đã khiến Dương Quan Quan cảm thấy mình như một kẻ dễ bị bắt nạt sao? Thế nào, không dám sao? Dương Phỉ Phỉ là do tôi phế, cô ta là em gái của anh không muốn trả thù cho cô ta sao? Hơn nữa, một phần ba tài sản này, anh muốn trơ mắt nhìn tôi lấy đi nó sao? Dương Quan Quan tiếp tục nói chuyện, bức bách Dương Tĩnh vào tình thế không thể không chiến đấu. Tề Đẳng Nhàn âm thầm gật gật đầu, Dương Quan Quan lựa chọn cơ hội này để khiêu khích, thật là đúng lúc. Hôm nay vốn là ngày ông cụ Dương mất, không nên đánh nhau, nhưng Dương gia bức bách cô ấy ở khắp nơi, cô ấy có lý do để động thủ. Hơn nữa hôm nay có nhiều nhân vật quan trọng như vậy, ở đây từ trên xuống dưới toàn bộ đều là người Dương gia, để bọn họ tận mắt nhìn Dương Tĩnh ngã xuống dưới chân Dương Quan Quan, ảnh hưởng và hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ phát huy tối đa. Nếu Dương Tĩnh không muốn nhận thách đấu, đối với thanh danh của anh ta mà nói, đó chính là một loại đả kích thật lớn. Dương Tĩnh lạnh lùng nói, hôm nay là ngày ông nội qua đời, tôi vốn không muốn tính toán chi ly với cô. Nhưng nếu cô một mực muốn tìm đến cái chết, vậy thì tôi sẽ giúp cô. Dương Quan Quan lớn tiếng nói, được, tôi cầu còn không được. Chỉ hy vọng bản lĩnh của anh sẽ không khiến cho tôi thất vọng. Nói xong. Cô ta sải bước về phía khoảng đất trống bên ngoài linh đường. Dương Tĩnh bị cô ta ép cho lâm vào thế bí, mặt lạnh tanh đi theo. Dương Ý bên cạnh nhìn thấy thì liên tục nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng một phần ba tài sản đối với Dương gia mà nói là vô cùng quan trọng. Gần đây tập đoàn Dương gia phải tham gia vào một hạng mục xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên lớn xuyên biên giới, dự án này đòi hỏi phải tập trung vốn cao. Lúc này tài sản gia đình bị chia đôi, sẽ ảnh hưởng lớn. Vì thế, trước tiên Dương Ý phải thảo luận phương thức hợp tác cụ thể với Tập đoàn Tài chính Liên minh phía Đông. Tập đoàn Tài chính Liên minh phía Đông là nền tảng lập quốc Tập đoàn Tài chính phía Đông, hạng mục xuyên quốc gia này là của Hoa Quốc. Sở dĩ Tập đoàn Tài chính Liên minh phía Đông tham gia là vì họ và Hoa Quốc đã đạt được một số hợp tác chia sẻ khoa học công nghệ. Tập đoàn Tài chính Liên minh phía Đông đã mang một số công nghệ cao cấp đang thiếu hụt đến Hoa Quốc,
Hoa Quốc thì nhượng lại một ít lợi ích để họ có thể tham gia vào một số hạng mục ở Hoa Quốc để kiếm tiền. Hạng mục lần này chia làm 3 giai đoạn, lợi nhuận của giai đoạn thứ nhất đến mấy trăm triệu. Lần này Lý Vân Uyển đến Thượng Hải là vì hạng mục này. Đến đây đi, Dương Quan Quan đứng vững tại chỗ, nâng hai tay lên, hơi ôm quyền, lạnh giọng nói với Dương Tĩnh. Hừ, Dương Tĩnh chỉ hừ lạnh một tiếng, híp hai mắt, đi vào giữa khoảng đất trống. Dương Quan Quan quay đầu lại nói với Lục Chiến Long, anh Lục, làm phiền anh làm chứng giúp tôi. Những gì tôi vừa nói, cho dù anh ta có thể thắng tôi thì 1/3 tài sản kia, tôi tự nguyện vứt bỏ. Sau khi Lục Chiến Long nghe được lời này của Dương Quan Quan, bất đắc dĩ cười, sau đó gật gật đầu, nói, được, tôi sẽ làm nhân chứng cho chuyện này. Dương Tĩnh nói với Lục Chiến Long, chiến tướng Lục, quyền cước không có mắt, nếu lát nữa tôi nặng tay, anh cũng đừng mượn chuyện này mà xen vào. Lục Chiến Long tôi thề với Long Tinh trên vai, chỉ cần các người quyết đấu công bằng, tôi tuyệt đối không nhúng tay vào. Lục Chiến Long lạnh nhạt nói. Dương Tĩnh lại quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói thế thì chiến tướng Lục có thể cam đoan hắn cũng không nhúng tay vào không? Lục Chiến Long ngẩn người. Tề Đẳng Nhàn nói theo, yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào, cô ấy có thể đánh chết cậu. Gần đây Dương Quan Quan có tiến bộ, toàn bộ quá trình hắn đều nhìn thấy, từ đầu tới cuối hắn chứng kiến một người con gái nhát gan sợ phiền phức từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, tính cách từ nhát gan bây giờ cũng dũng cảm hơn. Cô ấy cố gắng hoàn thành một cuộc lột xác đau đớn như vậy, chẳng phải là để có được ngày hôm nay sao? Những ngày kéo dây chằng, khiến 10 ngón tay chảy máu đầm đìa. Những ngày lòng bàn chân dẫm lên thanh ngang để tập thăng bằng, khiến bản thân đầu rơi máu chảy. Những ngày đứng ở bên cạnh vách núi đen, chiến thắng sợ hãi, đối diện với sinh tử. Mỗi ngày chưa từng gián đoạn, trời còn chưa sáng đã thức dậy luyện ngũ hành quyền. Những ngày thức dậy sớm, những ngày nỗ lực làm việc, mỗi ngày đều cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục kiên trì thực hiện, đó chính là sức mạnh không tưởng. Ngày hôm nay Dương Quan Quan khiêu chiến với Dương Tĩnh, không phụ công khổ luyện trong những ngày này. Có thể nói Tề Đẳng Nhàn tràn đầy tin tưởng với Dương Quan Quan, có lẽ Dương Tĩnh rất lợi hại, nhưng Dương Quan Quan có tài năng xuất chúng, hơn nữa là người có tài năng xuất chúng nghẹn một bụng trả thù. Thù hận có đôi khi có thể làm cho người ta trở nên mù quáng, nhưng cũng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Quan Quan nâng tay nói, đừng nhiều lời, đến đi. Còn chưa dứt lời, Dương Tĩnh đã bước dài vào tới trước mắt của cô ta, giơ tay phải lên, đầu ngón tay run rẩy, phát ra tiếng rít như rắn độc. Chỉ trong nháy mắt, anh ta đã ra chiêu, ngón tay hợp lại như đầu rắn độc, xuyên qua giữa ấn đường Dương Quan Quan. Ấn đường là một trong những bộ phận trọng yếu của cơ thể con người, kết nối chung khu thần kinh, một khi chịu đòn nghiêm trọng sẽ khiến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Hiển nhiên Dương Tĩnh không có ý định thủ hạ lưu tình, thậm chí anh ta còn thừa dịp Dương Quan Quan đang nói để trực tiếp nắm lấy cơ hội, cũng không có ý định cho Dương Quan Quan bất kỳ cơ hội nào. Thấy vậy, sắc mặt Lục Chiến Long không khỏi lạnh lùng, khinh thường hành động của Dương Tĩnh. Bất luận nói như thế nào, Dương Quan Quan cũng là đàn bà con gái, anh ta là một người đàn ông, không đợi người khác nói xong mà đã giành ra tay trước, có phần quá mức trơ tráo. Nhưng Dương Quan Quan cũng đã sớm dự liệu được, nắm đấm xẹt qua sườn bên phải, lập tức giơ lên một nắm đấm, đánh thẳng vào giữa người anh ta. Bộp! Nắm tay Dương Quan Quan thoạt nhìn thanh tú, nhưng trên thực tế rất vững chắc, tỉ mỉ sờ thì có thể mò thấy không ít vết chai. Xương nắm tay của cô ta trải qua nhiều ngày mài giũa, hầu như đều đã bị bào mòn. Đánh một quyền dùng 10 phần lực đạo, Dương Tĩnh phản đòn bất ngờ của Dương Quan Quan. Từ lỗ mũi Dương Tĩnh phát ra một tiếng hừ lạnh, âm thanh vừa phát ra, sức lực cũng phát ra, đầu tiên ngón chân chạm một cái trên mặt đất, ngón chân dùng làm trục, thân thể quay sang sườn trái. Anh ta vừa động, hiện ra một loại cảm giác phóng khoáng tự nhiên. Đồng thời bước chân kéo theo cơ thể, Dương Tĩnh vung tay, giống như bạch hạc lưỡng xí, năm ngón tay hướng vào trong khép lại, đầu ngón tay hợp lại thành một chụm, một quyền đánh vào thái dương của Dương Quan Quan. Hạc trắng xòe cánh. Quyền pháp tốt. Dương Quan Quan cũng từ hai chiêu này cảm nhận được thực lực Dương Tĩnh không tầm thường, không nhịn được khen ngợi một tiếng.
Dương Tĩnh nghe được lời khen ngợi này, trong lòng cảm thấy tức giận, Dương Quan Quan cô ta là đồ ăn hại gì, lại có tư cách gì đánh giá quyền pháp của anh ta. Quyền đến thì người trốn. Thái Dương Dương Quan Quan nổi lên một tầng da gà vì nắm đấm của Dương Tĩnh, lúc sắp bị nắm đấm đánh trúng, cô ta nhảy về phía trước tránh ra. Nhưng ngay khi Dương Quan Quan bước ra, đồng thời cũng giơ cánh tay lên, ngăn nắm đấm và đấm vào má Dương Tĩnh. Dương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, vặn người dẫn mọi người tránh ra, né tránh nắm đấm của Dương Quan Quan, anh ta tiến đến gần cô ta, tung một quyền từ dưới lên, thẳng vào ngực. Cùng lúc đó, một tay khác giấu ở thắt lưng, sau khi tung nắm đấm ra liền thuận thế đánh ra, đốt ngón tay giữa giơ lên, xuyên qua thận Dương Quan Quan. Bước chân của Dương Quan Quan liên tục tránh, dù sao cũng là người luyện qua thân pháp ở vách núi đen núi Thiên Thai, hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn cũng có ý định rèn luyện thân thể của cô ta là chính. Tề Đẳng Nhàn là người từng trải, biết đây là thủ đoạn dùng để bảo toàn sinh mệnh, cho nên càng khó nắm bắt hơn. Về thân pháp, hiển nhiên Dương Quan Quan luyện tập vô cùng xuất sắc. Nhưng Dương Tĩnh cũng rất lợi hại, từng bước ép sát, mỗi một kích đều phát huy đến cực hạn, khí tức ù ù, mỗi một kích đều nhằm vào thái dương, sau tai, thận, trái tim, cổ họng đều là những bộ phận quan trọng, chiêu pháp tàn nhẫn, từng quyền cực kỳ nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà Dương Quan Quan có chút khó có thể tìm được cơ hội phản kích, liên tục bị anh ta ép lui về phía sau, đa số thời gian đều đang trốn tránh đỡ đòn, rất khó ra quyền phản kích. Dương Tĩnh tự nhiên là càng đánh càng thuận lợi, chân trái dẫm lên, chặn đường lui của Dương Quan Quan, vươn hai ngón tay móc thẳng vào hai tròng mắt, tiếp theo dưới chân đá một cước, đá xuống bộ vị bên dưới. Dương Quan Quan sớm đã quen với loại trận chiến bất lợi này, nhìn qua như luống cuống tay chân, nhưng trên thực tế căn bản không hoảng hốt, lúc nào cũng có thể giữ lòng mình như gương đá, ghi nhớ mỗi một sát chiêu của Dương Tĩnh. Dương Quan Quan chặn đòn vào mắt bằng một cú mèo rửa mặt, nhấc chân phải lên, xoay người khẽ lật chân đá ra ngoài, trúng vào bàn chân của Dương Tĩnh. Nhưng vào lúc này, một bàn tay khác của Dương Tĩnh lặng yên không một tiếng động nhô ra ngoài, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh màu xanh đen, không một tiếng động đập vào eo trái của Dương Quan Quan. Nếu bị cái móng vuốt này tóm lấy, có lẽ cả quả thận sẽ bị bóp nát ra thành từng mảnh. Nếu một người bình thường trần trờ, chỉ sợ đã trúng chiêu ngã xuống đất rồi. Nhưng Dương Quan đã tu luyện cảnh giới động địch băng tâm, nhất cử nhất động của quân địch dường như đều phản chiếu vào trong lòng. Cô ta ở một bên né đòn, tiếp theo là một cú đá hoàng cầu đi tiểu đạp xuống hạ bộ của Dương Tĩnh. Dương Tĩnh bị cú đá bất ngờ này làm cho sửng sốt, da đầu đều đã tê dần, thân thể co rúm vào trong, miễn cưỡng tránh được cú đá, gió mạnh lướt qua đũng quần, còn lạnh buốt. Dương Quan Quan giơ chân bước xuống, tiếp theo là bước lên, hai chân phát động liên tiếp công kích, giống như một tảng đá khổng lồ cuồn cuộn lăn tới, thế không thể đỡ. Dương Tĩnh đỡ liên tiếp 7 cú đá, lúc này mới bắt lấy cơ hội đánh trả, cánh tay rung lên như rắn độc, lao ra như tia chớp, đâm vào trong mí mắt của Dương Quan Quan. Tới lượt tôi đáp trả. Nhưng vào lúc này, miệng Dương Quan Quan phát ra một tiếng thét dài, quần áo phía sau lưng đột nhiên bị cơ bắp siết chặt. Vào lúc này cô ta sử dụng chiêu thức bị thất truyền của Hồng Thiên Đô. Mặc dù khả năng sử dụng cơ lưng của cô ta vẫn chưa đạt đến trình độ đỉnh cao nhất, nhưng trải qua những ngày rèn luyện này, cô ta cũng đã luyện ra một chút gì đó. Cánh tay của cô ta giống như một con chim đại bàng khổng lồ. Nhưng hai tay cô ta đang chắp vào trong. Ngay lúc ngón tay của Dương Tĩnh chuẩn bị chọc vào trong mắt của cô ta cũng nắm lấy cổ tay Dương Tĩnh. Sắc mặt Dương Tĩnh thay đổi, bởi vì ngón tay Dương Quan Quan đang bóp chặt bắp thịt anh ta. Dương Quan Quan gắng sức, sức mạnh của Dương Tĩnh cũng tiêu tán theo đó. Chỉ thấy cô ta khép hai tay lại, giống như cá sấu miệng rộng, siết chặt cổ tay và cánh tay anh ta, vặn cơ thể của Dương Tĩnh. A! À. Miệng Dương Tĩnh phun ra một tiếng gào thét đau đớn, sắc mặt đỏ thẫm. Cánh tay anh ta, bắt đầu từ vùng cổ tay bị vặn vẹo như bánh quai trèo, xương cốt bên trong vỡ vụn, xương trắng thậm chí xuyên qua da thịt, máu chảy đầm đìa. Phù! Dương Quan Quan thở ra một hơi, cũng không có ý định buông tha cho Dương Tĩnh, cô ta tiến lên một bước, tiếp theo chém một chưởng vào ót anh ta.
Chỉ là vừa rồi sức mạnh của hình dạng chim đại bàng bùng nổ quá mãnh liệt, dẫn đến hao tổn nghiêm trọng về thể chất, Minh Kính còn lâu mới đủ để làm nổ tung não người, đương nhiên ám kình không thể phóng thích ra ngoài được. Một kích như vậy, đấu đá lung tung lại dừng ở trên mặt Dương Tĩnh. Dương Tĩnh rên lên một tiếng, sống mũi bị đạp đứt đoạn, cả người đều bay ngược ra ngoài, mặt đều bị máu che lấp. Sau khi ngã xuống đất, cơ thể anh ta đau đớn vặn vẹo thành một chỗ, miệng phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người ở Dương gia đều sững sờ tại chỗ, một đám không thể tin vào mắt mình. Thế mà Dương Tĩnh lại bị Dương Quan Quan, kẻ hèn nhát bị bọn họ ức hiếp nhiều năm như vậy hạ gục. Dương Quan Quan, cô ra tay quá ác độc. Dương Ý nhìn thấy Dương Tĩnh bị đánh thành bộ dạng như thế này không khỏi nổi giận, lớn tiếng quát. Tề Đẳng Nhàn lại thản nhiên nói, người không muốn hại hổ, hổ lại có lòng hại người. Lúc nãy là Dương Tĩnh ra tay trước, hơn nữa mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng người khác, đánh cậu ta thành như vậy, xem như là cậu ta có lời rồi. Dương Quan Quan cũng ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, anh hẳn là nên thấy may mắn vì tôi học nghệ không thông, chỉ có chút sức, nếu không một quyền kia của tôi, có thể đập vỡ đầu của cậu ta. Đây dù sao cũng là đồ đệ do Tề Đẳng Nhàn dạy dỗ, xét về phong cách chiến đấu thì đương nhiên là hung bạo, một khi vừa ra tay, thường thì sẽ đánh thành người chết hoặc là tàn phế. Lục Chiến Long ở một bên nhìn liên tục gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán võ công của Dương Quan Quan cao cùng với trình độ dạy đệ tử của Tề Đẳng Nhàn. Dương Tĩnh, anh là người trẻ tuổi ưu tú nhất trong các thế hệ của nhà họ Dương, vậy mà cũng chỉ có như thế thôi sao? Các người luôn miệng mắng tôi là phế vật rác rưởi, nhưng anh thì sao, ngay cả phế vật như tôi cũng không đánh lại. Tôi cho anh cơ hội, nhưng anh lại không sử dụng được. Một phần ba gia sản kia đã định sẵn là các người không giữ được nữa. Dương Quan Quan nhìn về phía Dương Tĩnh, liên tục cười lạnh. Đánh người ta thành như vậy còn không quên bỏ đá xuống giếng. Mối hận thù giữa cô ấy và Dương gia có thể nói là không đội trời chung, nếu như không phải vì nể mặt Dương lão gia tử, cô ấy nhất định sẽ dùng một tay mình phá hủy toàn bộ Dương gia. Cũng may Dương lão gia tử cuối cùng tỉnh ngộ, để lại cho cô ấy một phần gia sản, hơn nữa cũng tâm sự với cô ấy rất nhiều, điều này đã thay đổi suy nghĩ ban đầu của Dương Quan Quan. Lục Chiến Long bình tĩnh nói. Vừa rồi Dương Tĩnh đã nói với tôi, nắm đấm không có mắt, cho nên khó tránh khỏi có thương vong. Cậu ta bị đánh thành như vậy, chỉ có thể nói là kỹ năng không bằng người khác. Sắc mặt của Dương Ý u ám, nhìn chằm chằm Lục Chiến Long một lát, sau đó hít sâu một hơi, nói, Lục Chiến Long, nếu anh muốn trung lập vậy thì cứ tiếp tục trung lập, nhúng tay vào những việc này, sớm muộn gì cũng phải gánh hậu quả. Lục Chiến Long nghe xong cười lạnh, nói, phải vậy không? Vậy thì tôi sẽ đợi. Anh ta cư xử đúng mực, ngồi ngay ngắn, vô cùng ngay thẳng chính trực, căn bản là không sợ hãi gì cả. Cho dù thực lực của đối phương lớn hơn anh ta gấp 10 lần, chỉ cần làm sai điều gì, anh ta cũng có thể đáp trả lại. Dương Tĩnh vô cùng căm hận nhìn Dương Quan Quan, cánh tay vặn vẹo còn đang rỉ máu, xương cốt và gân của cánh tay này bị Dương Quan Quan dùng đòn khóa khuỷu tay hình cá sấu giữ lấy rồi vặn gãy. Cho dù có nối lại, về sau sức lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thế hệ này của nhà họ Dương, xem như đã bị hai thầy trò Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan phế đi rồi. Dương Phỉ Phỉ người khơi lại chuyện cũ thì không cần phải nói, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên giường. Dương Viễn Sơn người bị Tề Đẳng Nhàn cầm súng bắn khó tránh khỏi việc để lại chút di chứng, khi đến ngày mưa đều phải đi khập khiễng. Dương Tĩnh xuất sắc nhất hôm nay cũng bị Dương Quan Quan đánh thành như vậy. Anh Lục, chúng ta đi thôi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, thản nhiên nói. Dương Quan Quan quay đầu nhìn về phía Dương Ý, nói, Dương Ý, anh muốn giữ lại gia sản, có thể đó. Đem những người biết đánh ở nhà họ Dương của các người ra, toàn bộ sách ra, chỉ cần đánh thắng tôi sẽ từ bỏ ngay lập tức. Dương Ý bị những lời này chọc tức đến mức mặt mày tái xanh. Với công phu hiện tại của Dương Quan Quan, không nói có thể quét sạch một phương thì cũng là trình độ cao thủ thực sự. Chú, chẳng lẽ chúng ta cứ buông tha bọn họ như vậy sao? Đây chính là một phần ba gia sản đó, ước chừng có mấy tỷ. Cũng không biết ông nội sao lại hôn mê, thế mà lại muốn chia nhiều tiền như vậy cho đứa con hoang này. Dương Viễn Sơn nhìn về phía Dương Ý, không cam lòng nói.
Sắc mặt Dương Tĩnh thì suy sụp, trong lòng tràn đầy thất vọng, hiện tại anh ta vẫn không cách nào chấp nhận được chuyện mình sẽ thua dưới tay Dương Quan Quan. Dương Ý hít sâu một hơi, nói, hừ, ngoài chuyện đó ra, cậu còn có thể làm gì khác sao? Dương Viễn Sơn tức giận nói, nếu hôm nay không phải Lục Chiến Long đứng ra, nhà họ Dương của chúng ta sao có thể mất mặt tới như vậy? Lục Chiến Long căn bản không trung lập như trong truyền thuyết. Dương Ý nghe xong, ánh mắt càng lạnh thêm, nói, anh ta trung lập hay không trung lập thì tôi không biết, nhưng cái chết của anh ta rất nhanh sẽ đến thôi. Thị trưởng Viên, anh nói xem có đúng hay không? Viên Thiên Thành nghe như vậy, thoáng ngẩn ra, sau đó yên lặng gật đầu. Dương Viễn Sơn nghe Dương Ý nói lời này, trong lòng không khỏi giật mình. Dương Ý chưa bao giờ làm việc không có mục tiêu, nếu đã nói Lục Chiến Long sắp chết, vậy chắc chắn là có kế hoạch gì muốn nhắm vào người này. Điều này khiến cho anh ta không khỏi có chút căng thẳng, Lục Chiến Long chính là một trong ngũ Long Hoa Quốc, anh ta cũng là nhân vật lớn nổi danh như Ngọc Tiểu Long. Họ Tề kia cũng nhảy nhót không được mấy ngày, chờ sau khi hắn cũng ngã xuống, lại bóp chết thứ hoang dã Dương Quan Quan này là được. Số tiền kia, dù sao vẫn phải ở lại nhà họ Dương. Dương Ý nheo mắt lại, chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay dần dần khép lại. Dương tiên sinh nói không sai. Đúng lúc này, một giọng nói phụ họa truyền đến. Dương Viễn Sơn quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt, lại là phó đà chủ của Long Môn ở Ma Đô Giang Sơn Hải. Dương Ý nói, thì ra là Giang tiên sinh, không nghĩ tới chuyện cha tôi qua đời lại kinh động tới ngài. Giang Sơn Hải cười nói, quấy rầy rồi. Không nghĩ tới, tôi vừa tới, đã nhìn thấy chuyện như vậy. Sắc mặt Dương Ý lạnh lẽo. Giang tiên sinh không phải cố ý tới đây chỉ để nói với tôi những lời này đúng không? Dương Ý cười lạnh hỏi. Tất nhiên là không, tôi chỉ muốn nói với Dương tiên sinh rằng chúng ta có kẻ thù chung. Giang Sơn Hải híp mắt nói, trong mắt chỉ có hận ý và sát ý. Tề Đằng Nhàn, phá hỏng quá nhiều chuyện tốt của ông ta, hơn nữa còn lấy đi quá nhiều tiền từ chỗ của ông ta. Dương Ý sửng sốt, nói, người ông nói là ai? Giang Sơn Hải nhe răng cười nói, ngoại trừ Tề Đằng Nhàn, còn có thể là ai? Sau khi nói xong lời này, hắn chậm rãi nói, tôi muốn mời Dương tiên sinh liên thủ với tôi, cùng nhau đối phó cái tên không biết sống chết này. Một người từ nơi khác dám đến vùng đất Ma Đô của chúng ta tác oai tác quái, không để cho cậu ta chết ở đây, chúng ta có thể đặt phẩm giá của những người dân quyền lực như chúng ta ở đâu trong Ma Đô này. Dương Ý nghe xong, không nhịn được mà cười nhạo. Giang tiên sinh rất lợi hại, nhưng muốn liên thủ với tôi, hình như còn chưa đủ tư cách. Giang Sơn Hải cười ha ha, đưa tay lấy ngọc tủy ra, vung lên trước mặt Dương Ý, nói, bây giờ, Dương tiên sinh còn cảm thấy, tôi không có tư cách liên thủ với nhà họ Dương sao? Ngọc tủy đà chủ của Long Môn. Dương Ý nhìn thấy, lập tức ngẩn ra. Chênh lệch quyền lực giữa đà chủ và phó đà chủ, thật sự là quá lớn. Giang Sơn Hải nếu đã chiếm được ngọc tủy đà chủ của Long Môn, vậy thì không thể so với trước được, cho dù là Dương Ý cũng phải duy trì sự tôn trọng cần thiết đối với ông ta. Tuy rằng tôi còn chưa chính thức lên ngôi, nhưng ngọc tủy đã ở trong tay tôi, chuyện thượng vị đối với tôi mà nói, chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Giang Sơn Hải cười nói, tôi muốn ngày đại hội Long Môn ở Ma Đô, nhà họ Dương sẽ dốc hết sức ủng hộ tôi. Dương Ý gật gật đầu. Nói, nếu Giang tiên sinh đã có thực lực như vậy, vậy chúng tôi sẽ vui vẻ hợp tác. Dù sao chúng ta cũng có chung một kẻ thù. Lục Chiến Long giúp Dương Quan Quan một việc lớn như thế, đương nhiên phải mời người ta ăn một bữa cơm. Dương Quan Quan người có mức lương hàng năm hàng triệu và sắp thừa kế tài sản hàng tỷ sao có thể là một kẻ keo kiệt chọn quán nướng để mời khách như Lục Chiến Long. Vì thế, mọi thứ đã được sắp xếp ở khách sạn Thiên Địa. Lục Chiến Long nhếch miệng, nói, không cần mời tôi ăn ngon như vậy, thực ra, tôi cũng có thể giảm giá. Thời điểm nói lời này, sắc mặt anh ta cũng không khỏi thoáng đỏ lên. 300 đồng kia đưa ra ngoài, trong túi của anh ta đã trống rỗng. Phốc! Tề Đằng Nhàn suýt nữa phun một ngụm máu lên mặt già của Lục Chiến Long, giở khóc giở cười nói, tôi nói này Lục đại ca, anh tốt xấu gì cũng là một nhân vật lớn trong Long Tinh. Loại lời nói tao nhã này cứ nói ít một chút đi. Lục Chiến Long cười ha ha,
nói, đùa thôi, đùa thôi. Tôi là người đã quen tiết kiệm, không thích xa hoa lãng phí, có điều, nếu đây là ý tốt của quan quan, tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Dương quan quan trực tiếp gọi một bàn thức ăn lớn, sau đó để cho nhân viên phục vụ đưa rượu vang đỏ Bordeaux cao cấp lên. Thật sự không dám uống rượu trắng, dạ dày Lục Chiến Long giống như cống rãnh, rượu trắng cũng có thể uống như bia. Uống rượu vang đỏ, ít nhất nồng độ cồn thấp hơn một chút, có thể uống chung với anh ta tới cả hai bình. Rượu vừa lên, Lục Chiến Long mang theo những thuộc hạ của mình đứng dậy, nâng ly lên nói, ly này, tôi phải kính hai người. Dương quan quan nói, Lục đại ca, hôm nay anh giúp em rất nhiều, là tôi kính anh trước, anh kính tôi làm gì? Ngồi xuống đi. Lục Chiến Long nghiêm túc lắc đầu nói, hai người thành lập nên một cơ sở quan trọng như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của tôi thật sự không biết nên cảm ơn như thế nào. Đúng vậy, thủ trưởng của chúng tôi lấy được một xu cũng hận không thể bẻ thành hai nửa để tiêu, nhưng mà, anh em cần giúp đỡ thật sự là quá nhiều, các người thật sự giúp đỡ rất nhiều. Có số tiền này, sau này thủ trưởng cũng có thể tiết kiệm chút tiền mua hai bộ quần áo mới, hơn nữa, các anh em cũng có thể nhận được trợ giúp lớn hơn, chúng ta đều rất cảm kích. Hai người, ơn lớn thì không nói lời cảm ơn, sau này có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.